Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hồ ly tinh. Từ xưa cho tới nay đều là hồ ly muốn tu luyện thành tiên, có thể hóa thành hình người mang dáng vẻ quốc sắc thiên hương. Hồ ly tinh giỏi về quyến rũ, mỗi nam nhân mà cô ta gặp đều sẽ chìm đắm vào đó. Nhưng bây giờ ba từ hồ ly tinh này lại thay đổi, chuyên nói về phụ nữ ác độc chuyên đi quyến rũ đàn ông. Nhưng tại sao tôi thích anh nhiều năm thế? Tôi nguyện giữ thân như ngọc cho anh, tôi nguyện làm người hiền lương thục đức chăm chồng nuôi con, như anh thì sao? Cô lại cái thá gì chứ? Người đã xấu mà lại đặt thanh cao, ngay cả làm tình cũng không thèm làm với tôi, vậy thì còn là bạn gái gì chứ? Ôi trời, cô ta xấu thành thế này anh vậy được cũng nuốt nổi ư? Anh lại vì á hồ ly tinh đó. Nhưng rõ ràng tôi mới là hồ ly tinh chân chính mà. Hồ ly kìa, có hồ ly chạy qua đây đó. Hồ ly gì? Giữa đường dưới xá đâu ra hồ ly chứ? Chắc nhìn làm là chó hồ ly nhỉ? Tôi còn tưởng có duyên với hồ ly tinh nữa. Mình rõ đây là người của yêu tộc, nhưng tướng mạo bình thường, không những không biết quyến rũ người khác, mà ngay cả người bệnh yêu cũng không bảo vệ được. Mình thân là hồ ly cũng không tệ, hay tìm lại người tốt nào đó nhặt mình về làm thú cưng đi. Ê, thôi bỏ đi, mình không làm người nữa, làm người mệt quá. Hú hồn, tưởng là gì thì đây là con chó. Tiêu rồi, mình quên mất, mình bây giờ là hồ ly mà. Cứu với, ai tới cứu tôi với. Hồ ly bạc ư, không ngờ thứ quý hiếm này cũng xuất hiện ở đây đấy, bộ chạy ra từ sở thú à. Còn là con hồ ly cái nữa. Đau quá, đừng chạm vào, đó là của tôi đây. Mặc Sơn, cậu không phải vì bệnh sạch sẽ sao? Tại sao lại nhặt con hồ ly đó về chứ? Xém tí nữa đã hủy dung nhan của tôi đó. Bớt nó nhảm đi, đợi tôi với. Có chuyện gì vậy? Mình bị bắt cóc sao? Mình còn được nhìn trúng rồi. Quan đảm, mình không muốn làm thú cưng của người khác đâu. Sao tối nay mình xui xẻo quá vậy? Cái tình huống quái gì đi trời. Cứ ngoan ngoãn ở đây đợi tôi đi tắm rửa xong thì sẽ quay lại liền. Nghe con hồ ly mà cậu cũng không tha sao? Không phải chứ, lệnh hành ta muốn làm gì đó với mình ư? Cậu vậy cũng nặng quá rồi đó. Không được, ở bên cạnh người này quá nguy hiểm, mày phải mau chóng được ở đây mới được. Con vật nhỏ đã vừa ấm lại mềm mại, tới bây giờ cảm xúc vẫn còn ở trên tay. Mẹ cũng vì thế mà thích hồ ly ư? Tiêu rồi, có phải là mình đã đạp bớt cái gì rồi không? Đây là gì vậy? Mới nãy xảy ra chuyện gì vậy? Cảm giác như có một cơn gió thổi qua, thoải mái quá, đỡ cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cậu chủ, cậu tắm xong rồi sao? Con hồ ly đó không có bỏ chạy chứ? Dựa theo cậu căn dặn, đóng cửa phòng lại nên không có chạy được. Tiêu rồi, anh ta quay lại rồi. Làm sao đây? Đúng rồi. Trời đất ơi, sao lại thế này? Ha ha, lâu lắm rồi chưa dùng lại hình dạng hồ ly, xém tiếng quên mất mình biết ẩn thân mà. Kỳ lạ, cửa sổ cũng đóng cả đồ, nó chạy từ chỗ nào thế? Còn hồ ly đó, dám trộm di vật của mẹ tôi. Hả, di vật của lão phu nhân? Lần sau gặp lại tôi phải lột da của nó. Chạy tới đây chắc không sao rồi nhỉ? Mấy nợ hoang vô hiểu lánh này chỉ có thể gọi điện cho anh hai thôi. Em không phải sẽ kết hôn với Hà Lãng Minh vào ngày mai ư? Sao nửa đêm nửa hôm lại ở đây vậy? Anh đừng có nhắc đến cái tên đó nữa. Hễ, Lưu Sương, em không sao chứ? Em đừng khóc mà, rốt cuộc có chuyện gì? Nhà hàng nhà câu. Sao cái sẹo trên mặt em tự nhiên là biến mất rồi? Hạ Lăng Minh đó đúng là đồ khốn nạn, lại dám có người phụ nữ nào khác sau lưng em. Khi nào gặp lại nhất định phải cho hắn một bài học. Là em ngốc nghếch, bao nhiêu năm vậy rồi vẫn không nhìn ra bản chất thực sự của hắn. Hey, em vẫn luôn ngốc vậy mà, thôi bỏ đi, anh vẫn sẽ mãi ủng hộ em. Cảm ơn anh. Dì của Lưu Sư. Dì biết hết mà đứa trẻ nhỏ này. Con đừng buồn nữa. Mà con có cùng tên nó làm chuyện đó chưa? Chưa ạ, con vẫn luôn nghe dì khi nào kết hôn thì mới thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cũng vì vậy nên anh ấy mới bỏ con đó ạ. Tốt lắm, bởi vì tộc hồ ly của chúng ta không giống với những tộc khác.
Con có thể sinh ra một lượng sấm sét trong người, nếu sau này bạn đời của con làm chuyện xấu, con là người phải lãnh hậu quả, nên nhất định phải trao trái tim cho đúng người. Con biết rồi ạ. Sao mình xui xẻo quá vậy, sinh ra để lãnh hậu quả cho người khác rồi. Nhưng mà chia tay cũng là lúc để đổi mới cuộc sống này. Tiểu Bạch à, tình yêu là thiệt có là cái thá gì đâu, chỉ cần làm hết mình cho sự nghiệp là được. Số mệnh hồ ly sinh ra đã bấp bênh như vậy, nghĩ bậy bạ cho thêm buồn thì có ích gì đâu, vui lên nào. Tiểu hồ ly lại nghĩ bậy bạ rồi, mới nói nhất quyết là sẽ không yêu nữa mà. Tòa sản báo, công tác ở thành phố A. Phải phải, phóng viên ở khu đó vừa mất do tai nạn xe, em cũng muốn tới đó học hỏi chút kinh nghiệm không? Vâng, em sẽ đi. Nghe đồn cô bị hủy hôn, mặc dù có buồn cách mấy thì cũng không nên bỏ đi xa vậy chứ. Yên tâm đi, tôi đâu phải là người quá lì tình đâu, sẽ mau quên thôi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ buông bỏ hết mọi chuyện, sống được cuộc sống mới. Hôm nay nếu đã được phân công đi công tác thì tôi nhất định phải đi. Tôi sẽ không mãi mãi như vậy đâu, rồi tôi cũng sẽ thay đổi. Vâng, Lưu Sư này, sao lão quá hôm nay lại vui vẻ và đầy năng lượng như vậy? Còn vết sẹo trên mặt cô ấy đã biến đi đâu mất rồi? Hôm nay mình phải làm việc chăm chỉ vào, không thể cứ u sầu mãi vậy, cùng trưởng thành từng ngày nè. Cẩn thận chút. Cô có sao không? Không, không sao. Cô tới đây để du lịch à? Sao có một mình cô thôi vậy? Tôi đi có một mình thôi, nhưng không phải đến đây để du lịch. Tôi là Vân Lưu Sương, phóng viên, tôi tới đây để làm việc. Vậy hân hạnh được biết cô, tôi là bạn Hậu Khiêm. Muộn rồi, hay là cô đi đâu để tôi đưa được cô đi cho? Không cần mà, tôi tự đi là được rồi, cảm ơn nha. Ôi, nhìn người con trai này là mình đã thấy toát lên khí chất công tử nhà giàu. Người như vậy làm sao mà muốn quen với mình chứ? Mấy tình tiết này giống như là đồ con gái nhà lành vậy, phải cẩn thận chút. Không cần thật ạ, nhưng mà muộn rồi đấy, rất khó để bắt xe. Không sao thật mà, lát nữa đồng sự của tôi sẽ tới đón tôi, cảm ơn đã quan tâm. Tôi đi trước đây. Thiếu gia, sao đột nhiên anh lại cảm thấy có hứng thú với cô gái này vậy? Trên người cô ấy có mùi gì đó rất đặc biệt. Tuy mùi rất nhẹ nhưng cái mùi hương này đối với gia tộc Vạn Hậu của chúng ta có một ý nghĩa đặc biệt. Đối với gia tộc Vạn Hậu chúng ta có ý nghĩa đặc biệt sao? Cậu đã quên rồi sao? Gia tộc của chúng ta từ bao đời nay đều là thiên sư mà. Cái gì? Không thể tới đón mình được sao? Ở đây có vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra, kẹt xe dữ lắm. Hoặc là cậu đáng đợi thêm lát nữa, hoặc là... Không sao đâu, mình sẽ tìm cách khác vậy. Đã tự hứa với bản thân là phải trưởng thành rồi, chút chuyện nhỏ nhặt này còn không giải quyết được thì nó làm gì? Hả? Là anh ấy? Chào người đẹp. Hả? Đừng sợ, đừng sợ. Mấy người đó chỉ thấy mình còn là hồ ly thôi, không có gì phải sợ hết. Mỹ nữ này lúc nãy còn nhìn về phía chúng ta, tôi tưởng cô ấy muốn làm quen với tôi, sao vừa tới liền bỏ chạy rồi. Chắc tại khi lại gần nhìn mặt cậu thấy kinh tởm quá, không chịu được mà bỏ chạy. Này, cậu không thể nào nói lời ngon tiếng ngọt một ngày được sao? Chúng ta tới đây để bàn công việc, đừng có lộn xộn. Cậu muốn làm hòa thượng mặc kệ cậu, sao tôi cũng phải như cậu không được gần con gái người ta? Im miệng. Tài xế, sao đi đường này? Rõ ràng đường này không có trên bản đồ mà. Im miệng, muốn ý kiến thì cô đi xuống xe đi. Tự đi bộ đi, chỉ có vài tệ mà muốn sai khiến người ta thế này thế nọ sao? Đúng là một tên tài xế lưu manh. Hay, giờ phải bắt thêm xe rồi. Có xe tới sao? Vậy thì nhờ... Ê, cho tôi đi nhờ xe. Tình huống cẩu huyết gì đây trời? Đâu ra thằng bé xông ra giữa đường vậy? Đây là muốn mình xả thân cứu người sao? Nguy hiểm. Đứa trẻ kia chắc bị dọa cho sợ nên chán ván rồi. Cẩn thận. À. Là anh sao? Cô có bị thương không? Thế nào, người không có việc gì đó chứ? Không có việc gì đâu. Đâu? Cái chân của tôi. Hóa ra là vì túi thư này, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đi đến bệnh viện. Ha, không cần đâu. Không phiền, một tiên sinh nữa, để tôi đưa cô ấy đi là được rồi. Thật sự là không cần mà. À, thì ra là bạn Hậu tiên sinh đã lâu không gặp. Phải, đã lâu không gặp. Tôi phải nhanh chóng đưa vị tiểu thư này đi bệnh viện đã. Không có nhiều thời gian để hàn huyên đâu.
Cái này chỉ là trầy da thôi mà. Tôi nói là chỉ là trầy da thôi, không cần phải đi bệnh viện mà. Anh làm gì vậy? Ha ha, thế nào, người đẹp đi rồi đó, dành chi rồi cũng mất, ngồi cũng đi thôi. Xe tôi đi dọc đường bị hư, nên cho tôi đi quá sang xe các anh đến tiệm cơm với. Ê, đứng lại, tôi cho anh lên xe sao? Hừ, xe hư cái gì chứ, có thấy xe của anh ta ở đâu đâu, ngay có một vệ sĩ cũng không mang theo mà lại xuất hiện ở đây, khẳng định là có mục đích gì rồi đây nè. Ủa, hiện tại đang là tình huống quái gì đi trời. Sao rồi, vết thương còn đau không? Không có việc gì. Một người là quý ông ấm áp nhẹ nhàng, người đệ có muốn tôi gọt bôi thuốc giùm cho không? Không cần cảm ơn. Còn một người là hoa hoa công tử, da mặt dày như cái bánh da lợn. Còn một người thì ôi trời ơi luôn. Có phải lúc trước tôi đã từng gặp qua cô rồi hay không? À, thì lại gặp lúc nãy ở chỗ sân bay đó. Không, trước đó nữa kìa. Đôi mắt của anh ta dường như có thể nhìn thấu mình, nhưng anh ta chắc là không có khả năng biết mình là một con hồ ly đâu. Không có, chắc là anh đã nhận ra người rồi đó. Ừ. Tuy rằng hiện tại được như sư ca vây quanh, nhưng cảm giác này quả thực là như lửa và băng vậy. Wow, nơi ở của mấy người bọn người giàu cũng thật là khác biệt. Còn sững sờ cái gì nữa, mau vào bên trong ngồi đi, để tôi gọi bác sĩ tư nhân của tôi đến xem vết thương cho cô. Không được không được, đa tạ các anh đã đưa tôi đến khu đông dân cư, tôi có thể tự mình bắt xe được. Không cần phải lo lắng, vết thương của cô cần phải được xử lý. Vào đi, tôi cũng vừa lúc sẽ ở lại khách sạn này. Cảm ơn anh đã quan tâm, vết thương của tôi không sao cả đâu, trở về tôi tự mình bôi thuốc là được mà. Các vị đại hiệp, vừa nãy đã nhận được sự cứu giúp của các vị, đã ăn này thực sự không nói hết bằng lời được, nếu có duyên sẽ gặp lại. Vậy tôi ở, à không, tôi đi trước đây. Hiếm khi thấy anh biến thành chó liếm láp nhưng lại bị từ chối, có vẻ như sức quyến rũ của anh là vô dụng rồi. Hai vị sợ là còn có việc phải bận, tôi không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại. Tôi nhớ là vận hậu tiên sinh luôn giữ khoảng cách lịch sự với những người phụ nữ, thân sĩ nhưng không vượt qua lôi trì một bước, hôm nay sao lại chú ý đến việc tiểu thương này như vậy? Thật ngại quá. Đây là việc riêng của tôi, không cần phải nhọc lòng quan tâm đâu. Lại nói tiếp, cậu cũng phải, cậu cũng lạ, chẳng phải là cậu có thói quen ở sạch sao? Như thế nào là để bế cô gái nó lên bị đứt dây nào rồi hả? Mùi hương trên cơ thể của cô ấy làm cho tôi cảm thấy quen thuộc và cũng không chán ghét. Hơn nữa khẳng định trước khi chúng tôi đã từng gặp nhau rồi. Vậy sao cô còn để cô ấy đi về một mình giữa trời đêm như vậy? Một thân sĩ như cậu cũng biết giữ người ta lại một chút sao? Tôi đã đưa cô ấy đến nơi dễ bắt xe nhất, như vậy là đã đủ rồi. Cứ tưởng cuối cùng cậu cũng có được một người phụ nữ xinh đẹp mà cậu thích, và cậu phải phát động công kích, nhưng hóa ra là cậu lại không có sức chịu đựng. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, chính vì vậy tốt hơn là nên tránh xa mình ra, không nên đến gần tôi, một kẻ mệnh phạm thiên sát cô tinh. Cuối cùng cũng đến, đoạn đường này thực sự là thăng trầm mà. Vâng, Lưu Sương, cô tới rồi đó hả? Thật ngại quá, tôi không có đi đón cô được. Không có gì đâu, Hạ Dĩnh, cô xem không phải là tôi cũng có thể tự mình tìm tới đây sao? Đi thôi, để tôi đưa cô đi vào phòng. Ây da, đau quá, nhưng xem ra đây này cũng có thể được coi như là yên tĩnh. Ai, gần đây xảy ra rất là nhiều chuyện, đã là vứt bỏ tên cha nam, tiếp nhận trọng trách đi công tác còn có dũng khí lao ra cứu người, khiến cho chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa vết bớt cũng đã không còn nữa, rốt cuộc là làm sao vậy? Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi kể từ đó. Thôi bỏ đi, bỏ đi, vẫn là đừng nên miên man suy nghĩ nữa. Phải tranh thủ đi ngủ mới được, ngày mai còn có việc, rất nhiều việc cần phải xử lý nữa. Cô phóng viên này đến thay cho tôi đây sao? Đúng vậy, thế nào, tài sản hiếm khi phái tới một tiểu mỹ nữ đúng không? Ai, công việc này thực sự không thích hợp với những cô gái trẻ như cô làm đâu. Xin hỏi, chân của anh bị như vậy là do xảy ra trong lúc phỏng vấn hay sao? Ha ha, cái này là tai nạn xe ngoài ý muốn, nhưng phỏng vấn các xưởng sản xuất vô lương tâm cũng rất là nguy hiểm. Tiền bối cứ yên tâm, tôi sẽ tiếp tục tiếp quản công việc của anh, tôi không sợ đâu. Ai, tuy nói là không sợ, nhưng đi điều tra đối tượng cấu kết với một con rắn thổ địa thì thực sự rất khó làm. Này, không phải là Vân Tử Thư sao? Ha ha, một tiên sinh thật là trùng hợp. Cứ gọi tôi là một thanh niên là được rồi, đừng làm tôi giống như thánh đó. Hóa sĩ Hoàng Kim vậy. Cô tới là để kiểm tra vết thương ở chân sao? Chân của tôi không có sao cả, tôi tới để thăm đồng nghiệp.
Chờ xem, chuyện ngày đó tôi còn chưa có tính sổ với anh đâu. Cô đang viết cái gì vậy? À không có gì đâu, bất cứ khi nào có ý tưởng hay suy nghĩ gì về các phóng thì các phóng viên đều sẽ ghi lại đó mà. À đúng rồi, cậu nhóc kia như thế nào rồi, em ấy không sao chứ? Thằng bé ấy không sao cả, nhưng cậu ấy nói muốn gặp cô để trực tiếp cảm ơn. Ngày nào đó tôi sẽ dẫn cậu ấy đến gặp cô. Vậy chi bằng gặp hôm nay luôn đi, tôi cũng vừa lúc đang rảnh. Rốt cuộc người đẹp cũng đã chủ động mời, mặc dù tôi cũng rất muốn đồng ý. Nhưng tiếc là hôm nay tôi bận rồi, hẹn lần sau nha. Không sao đâu, chờ khi nào anh rảnh cũng được. Ha ha, bị ta dán bùa rồi, đáng lắm, đáng lắm, cho nhà ngươi chết ngắt luôn. Anh đều nhìn thấy rồi hả? Ừ. Cô ghét cậu ta đến vậy sao? Phải, rất là ghét. Tại sao? Mình không thể nói là ai biểu lần đó anh ta đã sở chân mình lên để nhìn cái chim của mình được. Không sao, thanh niên đó cô cứ tùy tiện chỉnh hắn đi, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Gì? Không biết sao mà người đàn ông này cứ khiến cho mình có cảm giác rất là lo lắng. Rõ ràng là một khuôn mặt rất là đẹp trai, nhưng thái độ cứ lạnh lùng kiểu gì, hay là coi mình như là một băng sơn tổng tài chăng? Đáng tiếc tôi đã không còn là một con hồ ly háo sắc nữa, cho nên mỹ mạo của anh cũng không ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Huống hồ, anh cũng là một trong những kẻ đã mạo phạm tôi lần đó. Món nợ này tôi cũng phải tính với anh. Hành đang bệnh viện. Văn phòng. Ừ. Mặc dù anh này trông đẹp trai hơn một chút đấy, nhưng tỷ lệ trở về lại hôm nay sao thấy hơi dị thường. Phía sau anh có cái gì nè? Cái gì? Tôi là thợ sửa chữa hút hầm cầu. Lại để làm điều này? Thầy nói hẹn chi có nhiều người hầu dòm tôi dữ vậy, hóa ra là tôi đã mang theo cái này suốt đoạn đường dài rồi sao? Đúng rồi, chắc chắn là cô ta chứ không ai hết. Người có tác động tới chi nên người của mình chỉ có cô ta mà thôi. Rốt cuộc cũng đã phát hiện ra rồi sao? Tính cảnh giác của cậu thấp thật đấy. Vậy là anh đã sớm phát hiện ra rồi sao? Sao anh không nhắc nhở tôi gì hết vậy? Không phải trước khi cậu đã đắc tội với cô ấy sao? Thật nhìn có vẻ như cô ấy đang có ý định trả thù cậu thì phải. Đắc tội, tôi đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái rồi, có ai dám làm như vậy với tôi không? Thì cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Đợi đã, cậu có vẻ có chút quan tâm đến cô gái này quá nhỉ? Có gì đó không thích hợp cho lắm, cậu đang có ý tưởng gì phải không? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Chỉ là bởi vì cô ấy đã cứu Nạp Tháp và đã giúp chúng ta một đại ân, cho nên tôi hy vọng cô ấy sẽ không bị cậu gây phiền phức. Cái lý do quái gở thật, cho dù không cứu Nạp Tháp thì đám người kia cũng phải cầu xin chúng ta buôn bán, không phải sao? Hay là do cái tên mặc sĩ Khiêm kia đã để ý đến Vân Lưu Sương cho nên anh mới để bụng người ta như vậy? Tóm lại là cậu không được động đến cô ấy. Phải phải, tôi sẽ không động đến cô ấy, cho dù cô ấy có là một tiểu ác ma thì tôi cũng sẽ không động đến cô ấy đâu. Ác ma thì cũng phải, cùng lắm cũng chỉ là một con tiểu hồ ly giả quyệt mà thôi. Mình biết rằng trở thành một phóng viên phải đối mặt với mọi tình huống, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày đó mình sẽ phải trở thành một đặc vụ nằm vùng như thế này. Người ta nói là phải vào nằm vùng thì mới có thể thấm tính được tình huống giao dịch của nhân vật mục tiêu, như một nhiệm vụ lớn như vậy có thực sự được hoàn thành bởi một tân binh như mình không? Đây là nhiệm vụ mà ông chủ tòa soạn đã giao phó, nếu không thể hoàn thành thì cứ chờ bị sa thải đi. Ai, thực ra nó sẽ ổn nếu nó diễn ra ở bất kỳ nơi nào khác, nhưng nó đã ở đây thì... Đây chẳng phải là khách sạn mà đám người kia ở lại sao? Nếu gặp phải bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Đừng gặp phải người quen, ngàn vạn đừng gặp phải người quen nha. Chị ơi! Là em sao? Lần trước chị còn nói sẽ đến thăm em, xem em như thế nào, ngày đó em còn bị thương chứ. Chị là phóng viên hả? Chị không nên tới chỗ này đâu, đi nhanh đi. Sao em biết chị là phóng viên? Chúng ta đương nhiên biết chứ, trước đó đã cảnh cáo hắn rồi, nhưng có vẻ như một chân còn chưa đủ hay sao mà hôm nay lại phái người khác tới. Hóa ra Vương Bát Nghĩa chính là bị bọn họ. Không được như vậy. Người lớn làm việc con nít không có xen vào. Nhưng lần này người bị phá tới đây là một mỹ nữ không tệ, trước khi giết vẫn có chút giá trị. Chờ xem, ngay sau khi ông đóng cửa tôi sẽ biến thành hồ ly để thoát khỏi những sợi dây thừng này. Khuyên cô không nên dùng bất cứ thủ đoạn nào cả, nhất cử nhất động của cô tôi đều có thể nhìn thấy hết. Trong phòng ngủ của mình mà cũng gắn camera sao? Thằng cha này thật là biến thái mà. Ngoan ngoãn chờ đó đi, chúng tôi sẽ bàn xong chuyện lại xử lý cô. Chưa đến tuyệt cảnh thì mình vẫn không cần phải lo thay đổi. Nếu chứ
Lỡ bị người phát hiện thì cả đời này mình sẽ phải trốn đông trốn tay mất thôi. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt để nghe thử xem rốt cuộc là bọn họ đang muốn giao dịch với ai. Mỹ Tây, chúng tôi tới rồi đây. Hoan nghênh các người, đang chờ các người đây. Giọng nói này chẳng lẽ là còn có những người khác đang ở đây nữa sao? Là anh ta. Tôi không thích có người theo dõi công việc kinh doanh của tôi. Chỉ là một con mèo con vừa mới bắt được, vốn định giải quyết cho xong nhưng cảm thấy rút làm ăn lớn. Nếu thấy máu sẽ không tốt lắm. Yên tâm đi, mặt xanh của ta sẽ không có cách nào rời khỏi nơi này mà vẫn còn sống đâu. Người đàn ông đó so với tất cả những người ở đây cộng lại với nhau còn đáng sợ rất nhiều. Và mình đã nghe tiếng giao dịch của anh ta, mình thực sự chết chắc rồi. Bên ngoài cửa, tao bỏ đi, mau tiến vào chủ đề chính đi. Cái phần giá cả đã thỏa thuận trước đó, tôi chỉ có thể cung cấp cho một nửa như thế ông muốn và phải tăng giá thêm 50% nữa. Mặt xanh, tôi cho rằng chúng ta là bạn bè. Tôi không có bạn, tôi chỉ có kẻ thù và kẻ không thù mà thôi. Nghe có vẻ giống như anh ta không đến đây để giao dịch, mà giống như đến đây điều tra hơn thì phải. Điều kiện đã thỏa thuận xong, bây giờ cậu lại giở quẻ. Cậu cho rằng Lạp Mỹ Tây tôi để dễ ức hiếp vậy sao? Nếu đã không có thành ý vì cái gì cậu muốn đến đây? Tôi đến đây không phải là để cùng ông giao dịch mà là để tiêu diệt ông. Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh nhau? Rồi đừng nói là tôi sẽ uổng mạng tại đây chứ. Ôi giời, tôi không muốn chết đâu. Vâng, tiểu thư, không nghĩ đến lại gặp được cô ở đây thật là trùng hợp. Thật sự là sơn không chuyển thì chỉ chuyển. Cô nói xem tôi nên bắt cô làm sao bây giờ đây? Một tiên sinh. Mạc Sanh, anh nói xem chúng ta có nên diệt khẩu quân này hay không? Chị ấy không có biết cái gì hết á, mà thả chị ấy đi đi. Anh muốn đánh muốn xiết thì hãy nhằm vào tôi đây này, không được động vào đứa nhỏ. Mà à, tốt nhất cũng đừng chạm vào tôi luôn đi. Đi theo tôi. Hả? Đừng có đứng ngốc đây đó nữa, đi thôi. Ở đây hình như từng có hỗn chiến đổ máu, nhưng trí trẻ đã được xử lý xong hết rồi. Lúc nãy ồn ào náo loạn như vậy trong phút chốc, cái khách sạn này là trông giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Nơi này có vẻ như đều nằm dưới sự kiểm soát của anh ta. Vậy anh ta rốt cuộc là ai vậy? Như thế nào lại có quyền lực lớn như vậy chứ? Vâng tiểu thư, tôi vừa đang định đến trạm phóng viên để tìm cô, không ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây. Cô có thể ăn trưa với tôi được không? Tại sao mỗi lần tôi gặp người này thì cơ thể tôi lại theo bản năng hét lên rằng có điều gì đó không ổn? Không cần đâu, vạn hậu tiên sinh anh quá khách khí rồi. Chạy mau. Vâng tiểu thư. Mạc tiên sinh, không biết anh có thể giơ cao đánh kẻ mà buông tha vị tiểu thư này được không? Tôi cùng cô ấy gặp nhau là hợp duyên, mong anh không cần làm khó cô ấy. Tôi không có làm khó cô ấy, mà là cô ấy nguyện ý đi theo tôi. Là như vậy sao? Phải, đúng vậy. Nếu đã như vậy thì tôi không miễn cưỡng nữa. Hôm nay lại đến gặp Vân tiểu thư. Đi thôi. Thật kỳ quái, kể từ khi gặp được người phụ nữ này, Mặt Xanh cùng Vạn Hậu Khiêm đều không được bình thường cho lắm. Rốt cuộc quái có cái gì đặc biệt vậy? Nhưng mà nói gì nói, người này, người gì đâu mà đẹp gái thế ham. Không đúng, so với lần đầu tiên gặp mặt quái đã trở nên đẹp hơn, thoạt nhìn cũng không giống như phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng lẽ con nhà người ta đẹp nhanh dữ vậy sao? Cậu đang làm gì vậy? Mình biết cái gì vậy? Trời, mình cũng được coi là như đã có rất nhiều cô gái rồi, nhưng sao vẫn bị cô nàng này câu mất hồn vậy? Cô thực sự sợ Vạn Hầu Kim sao? Không phải tôi sợ, mà là tôi cảm thấy anh ta rất nguy hiểm. Mặt xanh này thực sự rất anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, vừa có nét điển trai của người phương Đông, vừa có sự sâu sắc của người phương Tây. Đôi mắt lấp lánh pha lê. Nhưng mà nếu như không đáng sợ và lạnh lùng như thế thì tốt biết mấy. Cô biết Vạn Hầu Kim là ai không? Không biết. Vậy cô có biết tôi là ai không? Không biết. Tôi không muốn biết cái gì hết á. Tôi không muốn bị diệt khẩu đâu. Cô gái này giống như một con hồ ly ranh mảnh vậy. Cô ấy biết cách xua lời tránh hại, xả vờ ngoan ngoãn để mê hoặc đối phương giống như là... Lại nghĩ tới những chuyện không thoải mái rồi. Gia tộc Vạn Hầu là ông trùm tài chính trên thế giới, tài sản của gia tộc này cũng được tính từ đó, đầu tư chưa bao giờ lỗ vốn, là thần thoại bất bại trong giới tài chính.
Người của gia tộc Vạn Hậu thập phần khiêm tốn, nhưng theo tôi được biết, gia tộc của bọn họ còn có một nghề nghiệp khác nữa. Bọn họ tự xưng là truyền nhân thiên sư, nghe nói là thầy tướng ưu tú nhất trên thế giới. Thiên sư? Sao vậy? Sao lúc đầu khi tôi nói về tài chính của anh ta thì cô không giật mình, như thế nào đối với thân phận thiên sư này lại tỏ ra khiếp sợ như vậy? Không phải, tôi đang suy nghĩ nếu anh ta là thầy tướng giỏi nhất, vậy việc anh ta đầu tư không bao giờ thất bại có phải là do anh ta tính ra hay không? Vạn Hậu Kim kia dĩ nhiên là thiên sư, trước sau mình vẫn luôn cảm thấy anh ta nguy hiểm, đây chính là tử địch của hậu tộc chúng ta mà, chứ anh ta sẽ không nhìn ra thân phận của mình đâu nhỉ? Về thân phận thiên sư ngoại trừ gia tộc Vạn Hậu, ít có người ngoài nào biết được. Vậy tự nhiên anh đưa bí mật này của anh ta nói cho tôi nghe, lỡ như tôi bị anh ta diệt khẩu thì phải làm sao bây giờ? Nếu như anh ta thực sự muốn giết cô thì ngược lại tôi cũng muốn tham quan một chút xem sao. Hiện tại tôi cũng đang rất tò mò vì sao Vạn Hậu Kim lại rất quan tâm đến cô như vậy. Này thì có liên quan gì tới tôi chứ, cậu xin anh buông tha cho tôi được không? Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè, tại sao tôi lại rơi vào tình huống thú quắc này kia chứ? Có nên mở miệng nói cáo tự hay không như anh, nhưng nói chuyện với anh ta cũng thật đáng sợ. Tháp nạp, cảm ơn em hôm nay đã đứng ra cứu chị nha. Em chẳng làm gì có ích cả, em cũng không thể cứu chị được. Cô thật đúng là có lá gan trêu chọc thằng bé đó, cô có biết hắn là con của ai không? Em ấy là con của ai? Vậy em ấy là con của ai? Hắn có thể được coi là một trong những mục đích của chiến lược của chúng tôi đó. Ủa chứ mục đích chiến lược qua, các anh không phải là Lạp Mỹ Tây sao? Hắn chính là tiểu nhân vật đáng giá cho chúng tôi chạy lần này. Tới rồi chúng ta vào nhà đi. Không, vẫn là mình không biết nên biết quá nhiều, càng biết nhiều sẽ càng nguy hiểm hơn mà thôi. Tốt nhất là nên nhanh chóng rời xa bọn họ. Nhưng cho dù bây giờ mình có muốn chạy hay coi bộ khó à nha. Hơn nữa anh ta đã biết rõ tên họ và nghề nghiệp của mình là gì rồi. Với tài lực của anh ta thì tìm được mình sẽ dễ như trở bàn tay. Đó là cứ đi theo anh ta rồi tự bị anh ta cũng được. Mạc tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Trời đã còn cuộc sống như rồi. Nếu như tôi không quay về thì các đồng sự của tôi sẽ rất là lo lắng lắm. Cô cho rằng cô đã nghe lén được chuyện của chúng tôi rồi thì cô sẽ đi được dễ dàng như vậy sao? Người này thật đáng sợ mà. Nhưng tôi đâu phải cố ý, tôi cũng là người bị hại mà. Tôi là bị Lạp Mỹ Tây bắt trói vào chỗ kia, chỉ là bất giác đắc dĩ nghe được. Nghe được thì cũng chính là nghe được, tôi chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Người này thật đúng là không biết nói đạo lý mà, phải làm sao bây giờ đây? Vậy chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc? Đúng vậy, nếu như bây giờ tôi có thể trốn rồi khỏi đây mà không bị anh phát hiện thì anh cũng không truy cứu chuyện nghe lén nữa. Từ nay về sau coi như không quen biết được không? Lại tới nữa rồi đó, cái cảm giác tinh ranh giả hoại của cô ấy đã có bắt đầu. Nếu như cô tìm cái đuôi chắc giờ cũng đang lắc qua lắc lại rồi. Thú vị. Cũng được, tôi sẽ cho cô một ngày. Vào giờ này ngày mai mà cô chạy không xong thì tùy của tôi xử trí. Ok, một lời đã định. Nhắc cô nhớ chưa từng có ai mà có thể chạy thoát khỏi tôi bao giờ cả. Vậy hả? Thôi đi anh bạn, lúc trước có con hồ ly đào tẩu khỏi phòng của anh, tôi còn nhớ lúc đó anh tức giận đến nổi trận lôi đình cơ mà. Nổi trận lôi đình hóa ra hiệu quả đến vậy sao? Anh ta không có sao đó chứ? Đừng động vào anh ta, đi ăn cơm đi. Anh ta không cùng ăn chung sao? Mặt xanh có tính hơi kỵ, mới vừa không thích ai thì sẽ không có ăn chung cơm với người đó đâu. Chị ơi, nửa giờ trước miễn cưỡng bị buộc phải thay quần áo mới. Em nghe nói chị cùng Mạc Sanh đánh cuộc với nhau, chị tính chạy trốn như thế nào đây? Nhắc đến chuyện này chắc là chị phải nhờ em giúp một chuyện. Chị một chuyện rồi. Vậy hả? Chỉ cần đến 2 giờ em chạy đi nói với anh ta là không nhìn thấy chị nữa là được hả? Đúng rồi, em chỉ cần làm như vậy là đủ rồi. Chị chắc chắn là ổn chứ? Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Ai nghĩ như thế nào cũng không có khả năng chạy được đâu. Anh Mặt Xanh ơi, không thấy chị Vân Lưu Sương đâu nữa rồi. Em nói cái gì? Thật đúng là không có rồi. Camera đâu? Có ai nhìn thấy cô ấy rời đi từ khi nào không? Camera không thấy có gì bất thường cả, ngay cả cửa phòng của cô ấy vẫn còn chưa mở ra nữa. Bên ngoài cửa sổ thì cũng đã được bố trí rất nhiều bảo vệ, không có bất luận gì thường nào. Bị ta lừa hai lần cùng với một thủ thuật, chết mẹ chưa cho mày chưa.
Chết mẹ phết, không phải trời, anh ta cảm giác được mình sao? Này cũng hơi bị nhảy bén rồi nha. Làm sao vậy, mặt sao anh phát hiện manh mối gì sao? Không có gì. Là mình sợ muốn chết, còn tưởng là anh ta thực sự phát hiện ra điều gì nữa chứ. Phòng mặt xanh. Hí, đồ mặt xanh thối, để cho anh chút đồ lưu niệm. Thật kỳ quái, hệ thống bảo vệ của cậu là hạng nhất rồi mà, nhà đầu kia rốt cuộc đã chạy từ ngõ nào vậy? Cũng giống như lần trước, biến mất không để lại dấu vết. Mặt xanh, anh xem cái gì trong phòng nè. Hử? Ngốc. Ha ha ha, cô ấy cũng thật là biết cách để làm món quà cho anh đó, ha ha ha. Một thiếu gia, ngày tốt nhất cũng nên đến phòng của ngài mà nhìn xem kìa. Chịu, nữ nhân chết tiệt. Đáng lắm. Anh. Tháp nạp, cô ấy có kêu em làm cái gì không? Không có, em cũng có làm cái gì hết. Em không có nói dối, em thực sự không có giúp chị ấy chạy trốn. Em chỉ là đi thông báo cho mặt xanh biết một chút mà thôi. Thôi bỏ đi, anh đi đâu? Tiệm cô ấy. Đã nhiều năm như vậy mình chưa từng thấy mặt xanh đối với ai có nhiều quan tâm đến như thế, chẳng lẽ? Chẳng lẽ anh chàng này đang yêu được chăng? Một thiếu gia làm ơn chú ý đến biểu cảm một chút đi. Ây vô, mệt chết ta, rốt cuộc cũng đã trở về. Chị lần này nguy hiểm như vậy, Vương mắc nghĩ không có khả năng cái gì cũng không biết, nhưng anh ta lại không nhắc nhở mình, lúc sau mình phải đi hỏi anh ta mới được. Vâng, Lưu Dương, cô đã trở về rồi. Rốt cuộc thì Vương mắc nghĩ ra sao cho cô nhiệm vụ gì mà phỏng vấn đến tận bây giờ mới về vậy? Tôi không sao cả, đã làm cho các người lo lắng rồi. Đúng rồi, vị vạn hậu tiên sinh này vừa rồi cũng gấp gáp cho lo lắng không yên, nếu cô mà vẫn không trở về là anh ta sẽ phải đi báo cảnh sát liền đó. Vâng, tiểu thư. Vị vạn hậu tiên sinh này rất là lo lắng cho cô đó, cô mau đến cảm ơn người ta đi. Các người cứ từ từ nói chuyện đi nha, chúng tôi không ở đây làm vướng bận đâu. Này đợi đã. Cô đây sợ tôi sao? Đâu có, vạn hậu tiên sinh như long như phượng, ôn thuận như ngọc, tôi sao có thể sợ hãi được. Cô chính là đang sợ tôi, vì sao vậy? Vạn hậu tiên sinh, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, anh vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu, có thể mua đồ gì với tôi căn bản không có gì phải sợ anh cả. Tóm lại cảm ơn anh đã quan tâm tôi, đi trước đây. Cô chắc phải cẩn thận mặt xanh. Anh nói cái gì? Cô không tin tôi cũng được, cô sợ tôi cũng chả sao, nhưng tôi phải nhắc nhở cô. Mặt xanh kia là người mệnh phạm cô tin, tất cả người có quan hệ thân mật với hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Đây là mệnh của hắn, tôi chỉ là không hy vọng người vô tội như cô lại dễ bị cuốn vào. Hồ tộc các người có thể chấp thu nhận thiên lôi, đây là mệnh của cô. Thực xin lỗi bạn hậu tiên sinh, tôi không tin vào số mệnh. Nếu ấn được vận mệnh thì hiện tại tôi sẽ không đứng ở chỗ này, thậm chí tôi đều sẽ không sống đến tận bây giờ. Nhưng tôi vẫn cố gắng nỗ lực để thay đổi cái gọi là vận mệnh kia. Tôi cũng cảm thấy có nhiều người đang ra sức đấu tranh để sống lại vận mệnh. Tuy rằng tôi không hiểu biết mặt xanh là cái dạng người gì, nhưng tôi cùng anh ta không có bất luận mối quan hệ nào cả. Nhưng mà tôi không muốn một người bị định đoạt với số phận của người khác. Hắn mệnh phạm cô tin, tình duyên cô độc, khác cha mẹ khác vợ, sao không tin lại có sự nghiệp hành thông. Về phần xử trí các người tự mình xem đi. Con trai, đó là tất cả những gì mẹ có thể làm cho con. Hắn dưỡng viên đá quý này, biết đâu nó có thể thay đổi vận mệnh của con. Tôi luôn tin rằng con người sẽ giành chiến thắng. Hả, thú vị đây. Nên từ đâu mà đi vào đây vậy? Chẳng phải nó nói sẽ buông tha cho tôi sao? Cô không tin vào số mệnh sao? Nãy giờ anh ta đã nghe lén mình nói chuyện sao? Phải, tôi không tin đâu. Cha mẹ tôi đã liều mạng nghịch thiên cải mệnh để cho tôi được sống sao? Nếu tôi tin vào số mệnh thì tôi đã không ở đây rồi. Cha mẹ cô đã xảy ra chuyện gì sao? Đó là chuyện riêng của tôi không muốn nói. Vậy được rồi, không có chuyện, không nói chuyện của cô nữa, nói chuyện làm ăn của tôi lần này đi. Tôi không nghe, vì cái gì phải nói cho tôi chứ, tôi không muốn biết. Lúc trước giờ không cẩn thận nên có nghe lén một chút chuyện các người mà các người đã gây dây vô không giúp rồi. Bây giờ tự nhiên đem chuyện nói cho tôi biết chi, bộ tính diệt khẩu thôi hay gì? Hãy trở thành bạn đồng hành của tôi đi. Hả?
Giỡn hoài chứ anh, nói cái gì vậy? Tôi muốn để cô được ở bên cạnh tôi, cô nghe không hiểu sao? Cái quái gì vậy? Đây là một cách mới để bắt đầu một cuộc trò chuyện hả? Thật khó hiểu mà. Sao anh không nói thẳng luôn là làm nữ nhân của anh luôn đi? Đơn giản nhanh gọn lẹ dễ hiểu. Hờ, tưởng bở hả? Ai muốn là cô làm nữ nhân của tôi? Tôi chỉ muốn cô làm người bên cạnh tôi thôi. Bộ cô bị điếc hả? Nhẹ xin lỗi nha, tôi nghĩ hơi bị lố rồi. Thiệt là kém cỡ quá, tôi sắp trở về rồi. Tôi sẽ không làm người bên cạnh anh đâu. Trở về bên cạnh Hà Lãng Minh. Người đàn ông đã bỏ rơi cô sao? Anh điều tra tôi. Những gì tôi muốn biết, những gì tôi muốn có được không bao giờ thất bại. Anh... Tương Sương, cô cũng sao chứ? Tôi nghe trong phòng có tiếng động, là cô đang nói chuyện điện thoại hả? Anh nghe thấy chưa? Có người tới đó. Anh hãy tranh thủ mà lẹ đi cho lẹ đi. Cẩn thận coi chừng bị báo cảnh sát bắt cái độ luôn anh đó. Anh muốn làm gì? Tôi tới mở cửa. Hả? Vân Lưu. Đây là... Trời đất ơi! Xin lỗi vì đã làm phiền nha. Anh cũng làm cái gì? Anh đang làm cái gì vậy? Không nói công đằng tự nhiên hôn người ta à? Giải thích thì phiền quá nên là bạn sẽ đơn giản dễ hiểu hơn và đóng cửa cũng nhanh hơn nữa. Đóng cái gì mà đóng? Anh muốn làm gì? Làm sao vậy? Ê này! Anh muốn làm gì mà bỏ tôi đó? Ô bỏ tôi xuống! Cho dù cô bắt cóc tôi thì cũng phải đi ra cửa chính cho nó đàng hoàng chứ. Tôi không muốn chết cùng anh đâu. Im lặng. Có người. Ở kia kìa, hắn ở kia kìa, xuống lầu mau đuổi theo. Có người đuổi theo anh sao? Mau thả tôi xuống đi, tôi tưởng mình chạy được mà. Sao tự nhiên dừng lại, tôi chóng mặt quá à. Bọn họ đang nhắm vào anh mà bắt tôi chạy theo chi vậy? Lát nữa tìm được cơ hội thì chạy lẹ đi nha. Súng hả? Tôi không biết dùng súng đâu cha. Đừng trốn nữa, xuất hiện đi. Các người đã đang hướng tới tôi mà phải không? Vốn dĩ muốn xử lý con nhỏ này trước rồi mới đi tìm mày, nhưng giờ thấy đứa bé ở chung một chỗ thì khỏe rồi, giải quyết luôn một thể. Hóa ra anh ta kéo mình chạy theo là vì muốn bảo vệ mình sao? Tự bỏ kháng cự đi, dù sao tất cả những người liên quan đến chuyện này đều đừng hòng mà sống sót. Chạy về phía đông, có người tiếp ứng. Bông! Cũng không ướt át nhõm nhẽo, tôi thích những người phụ nữ như vậy đấy. Mình không thể làm liên lụy đến anh ta được, bây giờ cũng chơi ha. Nhưng mà... Mình vẫn còn muốn cứu anh ta. Là cái nào? Là một thanh ly tới chi viện sao? Ây da, chết tiệt mà. Á, à, bà nội cha nó. Mau, ở bên kia. Viện binh của hắn đã tới rồi, chạy mau. Mặt xanh, cậu không sao đó chứ? Tôi không sao, lúc cậu chạy tới đây có thấy Vân Lưu Sương không? Vị tiểu thư kia đó hả, đâu có thấy gì đâu. Ủa, chứ không phải cô ấy để ở cùng với cậu sao? Ôi kìa, cô ấy chạy về phía đông, vì nơi đó chắc chắn sẽ gặp với cậu. Cậu bị thương được kìa, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu mau dẫn người đi tìm Vân Lưu Sương đi. Cái gì mà vết thương nhỏ chứ, để tôi đưa cậu đi bệnh viện. Tôi kêu cậu đi tìm Vân Lưu Sương. Các cậu mau tới giúp tôi ném hắn lên xe nào. Đứa nào dám. Rốt cuộc mấy đứa bay nghe lời hắn hơn hay nghe lời anh hơn phải không? Thôi được, mấy đứa cũng dám, thì để anh làm, cậu. Dù sao hiện tại thì cậu đánh cũng đâu có lại tôi, cậu chờ đó cho tôi. Không thể dừng lại. Nếu mà chạy tới với bộ dạng này, lỡ bị người ta bắt được nó không chừng. Lúc nãy cứ tưởng mình sẽ chết bởi những phát súng, nhưng thực ra may mắn chỉ bị bắn có một phát thôi. Chuyện mình ẩn thân, chuyện mình là hồ ly đều không thể bị, không thể bị, không thể bị, không thể bị người biết được. Sau giờ ngọ. Đây là đâu vậy? Cô tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Vết thương đã xử lý qua, mấy ngày này chịu khó đừng để cho nước dính vào vết thương. Là anh đã cứu tôi sao? Yên tâm đi,
áo cũ của cô là do người hầu thay cho, tôi không phải dạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Cảm ơn. Tối hôm qua cô còn nói với tôi là cô không tin vào số mệnh, cô xem, lập tức đã có chuyện rồi. Chính vì vậy mà tôi mới bảo cô ấy tránh xa mặt xanh ra một chút. Bạn hầu tiên sinh, nghe đồn là anh là thầy tướng nổi tiếng hả? Vậy có phải là anh tính ra được mệnh của mặt xanh hay không? Không phải tôi, mà tính ra mệnh thiên sát cô tinh của hắn là do trưởng bối của gia tộc tôi. Cả gia tộc chúng tôi đều nổi danh là thầy tướng. Nhưng chúng tôi còn có một thân phận khác, cô biết đó là gì không? Là gì? Gia tộc bạn hầu là truyền nhân của thiên sư, các đời đều nổi tiếng với việc diệt yêu trừ ma. Nhưng mà gần đây yêu nghiệt tà sùng đã bớt dần rồi, cho nên chúng tôi mới che giấu thân phận thiên sư này. Thiên sư là khí tình của hộ yêu chúng ta, và là thiên địch của tôi nữa. Bạn hầu tiên sinh, vì cái gì muốn nói chuyện này với tôi? Nếu tôi nói chúng ta là duyên định tam sinh, Vân Tử thư có tin không? Thiên sư cùng hộ yêu là duyên định tam sinh á, đánh chết tôi cũng không tin. Thành thật mà nói, trên người của cô có một mùi hương nhàn nhạt làm cho tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tôi không nói nữa, Sương Nhi, chắc là cô đã đói bụng rồi, ăn chút cháo đi. Sương Nhi, chúng ta quen thuộc đến như vậy sao? Bệnh viện. Vân Lưu Sương đâu? Vân Lưu Sương đi đâu rồi? Cậu hiện tại còn chưa có xuống giường được đâu, cậu có biết vì này nó đã sượt qua tim cậu hay không hả? Một Thanh Ly, tôi hỏi cậu là Vân Lưu Sương đâu? Cậu làm sao vậy? Cậu yêu người phụ nữ đó à? Một kẻ mà khi thấy cậu lâm nạn liền bỏ chạy thì có gì tốt chứ? Tôi còn yêu cô ấy, nhưng cô ấy đã là người của tôi, là cô, tôi đã ra lệnh cho cô ấy chạy trốn. Cậu không yêu cô ta, vậy chứ cái gọi là người của cậu có nghĩa là gì? Tôi thật không hiểu cậu luôn đó, nằm yên đó đi, chuyện đi tìm cô ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô bắt sống được kẻ nào không? Hãy mang đến đây đi, tôi muốn đích thân hỏi tội. Vì có một số việc thấy không đúng chơi lắm. Rồi, tôi tới giúp mặt tiên sinh đo huyết áp. Đợi lấy nữa đi, hắn này có việc bận rồi. Trong bậc phòng bệnh. Nói đi, lúc ấy là chuyện như thế nào? Tôi thấy cậu cứ bắn phá loạn xạ ở chỗ đó mà chẳng có người nọ đó cả. Tôi cũng không biết nữa, tôi cứ cảm thấy có ai đụng phải tôi, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì không thấy nữa. Vậy người phụ nữ kia đâu? Các người có động thủ với cô ấy hay không? Chúng tôi vốn chỉ là muốn động thủ với cô ấy, cho nên khi cô ấy chạy trốn chúng tôi đã chú ý và định đuổi theo, nhưng mà không biết cô ấy đã biến mất ở ngõ nào rồi nữa. Cô muốn đi đâu? Vậy hầu tiên sinh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi đã khỏe rồi, tôi đi trước đây. Vết thương vừa mới lành lại, làm sao tôi có thể để cho cô đi một mình được chứ? Cô muốn đi đâu để tôi đưa cô đi? Được rồi, làm ơn đưa tôi về chỗ ở và sau đó là đến khách sạn Hilton. Khách sạn Hilton. Tiệm cơm xé ra chuyện gì vậy? Làm ơn đừng đi qua đây, cảnh sát đang phá án. Xin lỗi, tôi là nhân viên ở đây, tôi muốn biết đang xé ra chuyện gì. Nơi này có người bị sát hại, nạn nhân là quản lý nhân sự của khách sạn. À, cô là nhân viên, chắc hẳn là có quen biết chứ? Á nhỉ, Á Phỉ, mình được sắp xếp vào khu vực này để nằm vùng và cũng là để tiếp đón cô ấy. Mình vốn định cùng cô ấy tìm hiểu một chút tình hình, thế nhưng vị tiểu thư này, cô có quen biết gì với người chết hay không? Sao, có thể cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin được hay không? Ê da anh xem này, tôi mới vào làm được có 2 ngày còn chưa quen đâu vào đâu thì đã xảy ra chuyện này rồi. Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho anh được rồi. Xem ra mình phải trực tiếp đi hỏi Vương Bác Nghĩa vì có gì lại sắp xếp mình vào chỗ nguy hiểm như vậy. Bạn hầu tiên sinh chúng ta. Anh ta làm sao vậy? Không nghĩ tới anh ta lại lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy. Anh làm sao vậy? Ba tôi bị bệnh nặng. Bạn anh mau chạy nhanh về nhà đi, không cần lo cho tôi đâu, tôi tự lo cho mình được mà. Mà kệ cô có như thế nào thì cô cũng chính là người cùng tôi duyên định tam sinh đó nha. Trời ơi, đã là lúc nào rồi mà còn nói đùa được nữa vậy cha? Người của bạn hầu gia tộc đột nhiên bị bệnh nặng bình thường, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nói ra thiên cơ không nên nói. Gia tộc thiên sư thì ra cũng có phiền não riêng của bọn họ, đây cũng là vận mệnh cũng giống như mình vậy. Anh làm cái gì vậy? Là lúc nào rồi mà anh còn chơi cái trò đùa này? Chẳng phải lúc nãy anh còn đang nóng vội vì cha của anh bị bệnh nặng hay sao? Tôi đi đây, tôi có lưu số điện thoại của tôi và điện thoại của cô rồi, có chuyện gì gấp cứ gọi cho tôi nha. Thật đúng là kẻ quái dị mà. Phương tiền bối, anh muốn đi đâu? Vâng,
Vân Lưu, Sương, cô không có việc gì sao? Tôi có lời muốn hỏi anh. Thật xin lỗi, tôi không muốn hại cô đâu, mà do bọn họ nói nếu như tôi đưa một người đẹp qua đó thì họ sẽ buông tha cho tôi, vì tôi đã bị bọn họ bắt được cho nên không còn cách nào khác. Mình còn tính nói bóng nói xấu một chút xem ra phải dùng chiêu thôi. Được rồi, tôi đã ghi âm lại những lời nói của anh rồi đó, tôi sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói với anh sao. Cô đừng có làm như vậy, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Như thế nào, anh còn muốn hủy gì chứng cứ? Một thanh đi, sao anh lại tới đây? Còn không phải là mặt sinh kêu tôi tới giúp cô sao? Không biết một người phụ nữ đã chạy trốn bỏ mặt anh ta lâm nạn thì có gì đáng để cứu chứ? Đừng nói nữa, sao cậu lại tới đây, vết thương của cậu vẫn còn chưa thể xuống khỏi giường được mà. À, em bị thương sao? Phải, tôi đã bị thương trong lúc chạy trốn khỏi cuộc chiến đó. Anh làm cái gì vậy? Tôi biết là em đã không bỏ chạy khỏi cuộc chiến. Ở cái thời khắc nguy hiểm đó, thế nhưng em lại không phục tùng mệnh lệnh của tôi mà bỏ chạy. Tôi thực sự cảm ơn em vì đã không rời bỏ tôi. Cảm ơn vì một mảnh thâm tình đó của em. Ê, đợi đã, cái gì mà một mảnh thâm tình chứ? Em đừng có kích động như thế, để báo đáp lại, đời này em sẽ là nữ nhân của tôi sẽ chăm sóc em và bảo vệ em. Dừng nghi nhân, không phải là tôi kích động trước lời nói của anh đâu, mà là tôi bị sốc bởi logic của anh đó. Anh đang dùng cái logic cường đạo gì vậy, làm nữ nhân của anh chính là cách để anh hồi báo sao? Thiệt là cảm ơn anh hết sức, nhưng mà tôi không cần. Hả? Anh, tôi biết em lai lịch cũng không đơn giản, nhưng cho dù em có lai lịch như thế nào thì đời này tôi cũng sẽ chỉ chọn em, và em đã được định sẵn lần của tôi rồi. Anh không sợ tôi có lai lịch quá gì rồi sẽ hại chết anh sao? Tôi nói danh là quỷ kiến sầu, quỷ kiến sầu cho nên em không có bản lĩnh hại chết tôi đâu. Anh điên chết tiệt này rồi, nếu mình có đánh cũng đánh không lại, cãi cũng lại cãi không lại, cái miệng đó, mình nên trả thù thế nào đây? Bây giờ em còn có vấn đề gì khác nữa không? Có, vấn đề chính là kỹ năng hôn của anh kém quá. Em nói cái gì? Tôi nói kỹ năng hôn của anh kém quá. Một đại nam nhân mà kỹ năng hôn dở tệ như vậy thật là mất mặt, hay là anh không có kinh nghiệm? Đúng là tôi không có kinh nghiệm đó, còn em có kinh nghiệm chắc. Thì xin lỗi nha, tôi không biết anh vẫn còn trinh và lại thiếu kinh nghiệm như vậy. Em chờ đó cho tôi. Không nghĩ đến lại còn ngây thơ đến như vậy. Thôi quên đi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho sự kém cỡ của anh. Tôi đi dạo đây. Vâng tiểu thư, xin mời bên này. Này, các người muốn làm gì? Mạc tiên sinh hy vọng ngày dưỡng bệnh chơi thật tốt vào bên trong bệnh viện. Làm gì mà giờ mới trở về? Cái thân bị thương không lo nằm nghỉ ngơi đi lung tung. Cậu đã từng hẹn hò rất nhiều bạn gái đúng không? Đúng vậy đó thì sao? Vậy bình thường cậu làm cách nào mà có thể hẹn hò được với bọn họ vậy? Không thể nói là hẹn hò được, tôi với mấy cô gái ấy chẳng qua chỉ là chơi qua đường mà thôi. Sao tự nhiên nay lại hỏi cái này? Nào sợ có quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tôi đâu. Kể từ sau khi gặp cô gái kia, hắn ta càng trở nên kỳ quá thế nào ấy. Tự nhiên cái bắt ép mình đã là dưỡng bệnh, thật là một kẻ bá đạo không biết nói lý mà. Chị ơi, tôi là Lập Hắc, gia của Tháp Nạp. Nghe mặt xanh nói là cô đã cứu thằng bé cho nên tôi đặc biệt tới đây để nói lời cảm ơn. Không cần phải cảm ơn tôi đâu, chỉ là tôi cũng vừa lúc kịp đuổi tới mà thôi. Em ấy có không có sao là tốt rồi, cảm ơn chị. Tháp Nạp, ba có chút chuyện muốn nói với chị Vân, con ra ngoài một chút nhé. Dạ ba. Tự nhiên đuổi Tháp Nạp ra ngoài, ông ấy muốn nói cái gì đây? Anh muốn nói cái gì với tôi đây? Tôi biết Vương Bác Nghĩa bán đứng cô, chúng tôi sẽ xử lý hắn để đền đáp ơn cứu mạng của cô nhưng mà. Nhưng tôi khuyên cô nên sớm rời khỏi Mặt Xanh, cậu ta không phải là người mà cô có thể muốn. Ý anh ta là sao? Kiểu giống như là mình liều mạng muốn bám vào Mặt Xanh này vậy, anh ta coi tôi là ai chứ? Vốn vậy tôi cũng đâu phải cố ý muốn cứu con của anh, nhưng kiểu như bụng dạ tôi không lường được nên tôi mới làm vậy. Anh ta đang đến đây sao? Lạc Hách tiên sinh, nếu như anh muốn tôi rời khỏi Mặt Xanh thì tôi cũng không có ý kiến, nhưng mà anh ta đã đem tôi nhốt ở nơi này rồi, tôi căn bản là không thể đi được. Anh có thể giúp tôi thoát ở đây được không? Nếu bây giờ ông rời đi thì việc làm ăn của chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục, nhưng nếu ông vẫn còn muốn nói những lời này nữa thì đừng trách tôi. Dữ lắm. Em đi theo tôi. Nhưng mà tôi còn có việc nữa. Đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn để cưỡng chế.
Ai à, muốn thoát khỏi tên chúa tể này thì phải tính kế lâu dài thôi. Tôi biết em vẫn luôn muốn chạy trốn và cũng biết em có chút bản lĩnh phi thường, giống như bạn Hậu Kim. Nhưng đừng nghĩ rằng em có thể rời khỏi tôi. Tôi muốn em chính là cả đời này đều muốn em. Tôi thà đặng cắt đứt hai chân em chứ không để em được rời khỏi bên cạnh tôi đâu. Cậu ta có hỏi tôi làm thế nào để hẹn hò với bạn gái, nhưng tôi chưa bao giờ dùng cách này để hẹn hò bạn gái cả, ứng lạnh vãi. Mạch não của người này không được bình thường, làm sao mình có thể thuyết phục anh ta từ bỏ mình đây? Đúng rồi, tôi nhớ là anh có thói quen sạch sẽ, phải không? Chắc có thể anh không biết tôi đã có một vị hôn phu rồi vì vậy. Tôi biết chứ, tôi còn biết vị hôn phu của em là một tên trai nam nữa, cơ bộ mắt nhìn của em còn kém lắm. Anh ta điều tra mình sao? Đã vậy cũng cười nhạo mình nữa. Đúng vậy, anh ta là tên trai nam đó, nhưng tôi với anh ta đã tùng hôn môi nhau rồi. Nếu anh có thói ở sạch thì nên tránh xa tôi ra đi, tôi sợ sẽ làm ghê tởm đấy anh. Bố tôi đã anh. Ê này, hai người làm gì vậy? Mặt xanh tém tém lại, chút đi nha, đừng có làm sằng bậy vậy chứ. Anh đúng là một thằng điên mà, không phải là anh có thói sạch hay sao chứ? Đã lâu khô, nếu mà lại có người khác thì sẽ không có, chỉ có sự trừng phạt đơn giản như vậy thôi đâu. Chỉ có những thằng trinh nam thiếu kinh nghiệm thì mới quan tâm đến những điều này thôi. Không nghĩ tới tiểu hồ ly em còn có lá gan như vậy, biết tôi tức giận còn dám đến chọc tôi. Tiểu hồ ly, anh ta biết bí mật của mình rồi sao? Trên đường đi. Anh mới vừa nói cái gì? Tiểu hồ ly á? Không phải có người nói với tôi là em xảo hoạt giống như một tiểu hồ ly sao? Hết hồn hết vía thì ra chỉ là so sánh, mình còn tưởng anh ta biết hết rồi chứ. Em là nữ nhân của tôi và tôi cũng không muốn làm thương tổn đến em, cho nên hiện tại em nên câm miệng đi, nếu không được trách tôi. Anh đúng là một tên cuồng ngược đãi khó hiểu vô cùng, trách sao chả cô gái nào thèm thích, cũng chả có cô gái nào thèm yêu cả. Tôi không cần những thứ đó, những gì tôi muốn bản thân tôi sẽ nắm bắt, không cần những điều hư vô nữa đâu. Người này rốt cuộc thì chuyện gì đã biến anh ta thành bộ dạng như thế này vậy? Thiếu gia. Hả? Đây là... Đừng hỏi tôi không biết gì đâu. Các người mau bôi thuốc cho bọn họ đi. Vâng tiểu thư, tôi có thể nhìn ra được thiếu gia nhà chúng tôi rất là quan tâm đến cô. Thiếu gia ngữ khí có chút lạnh lùng cứng rắn, nhưng chỉ cần cô đi theo ngài ấy, tự nhiên ngài sẽ đối xử tốt với cô thôi. Tôi biết rồi. Vâng tiểu thư, thiếu gia thật sự rất tận tâm và tinh tế. Ngài ấy có thói ở sạch, một người phụ nữ bình thường sẽ không thể nào đến gần ngài được, nhưng cô lại là người phụ nữ đầu tiên tôi nhìn thấy có thể gần gũi với thiếu gia như vậy. Cho nên, xin cô hãy suy xét đến thiếu gia nhà chúng tôi một chút có được không? Tôi còn đường để suy xét sao? Anh ta đã đưa tôi đến tận nhà rồi còn gì? Hay đây là khẩu súng mà ngày đó anh ta giao cho mình phòng thân? Em làm gì mà ngồi cười ngây ngô ra vậy? Đây là khẩu súng mà anh bảo tôi phòng thân phải không? Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng chúng và kỹ thuật súng thực sự là cực kỳ dở tẹt. Không sai, chính là cực kỳ dở ẹt. Nhưng lúc ấy nếu như em không dùng thuật ấn thân thì đã sớm chết từ lâu rồi. Quả nhiên anh đều đã biết hết rồi. Nhưng tại sao anh ta lại nói ra dễ dàng như vậy? Người bình thường sẽ tin vào những thứ như thuật ấn thân vậy sao? Muốn học bắn súng không? Tôi sẽ dạy cho em. Ồ, vậy mà tôi còn tưởng anh sẽ nói rằng người phụ nữ của anh thì đã có anh bảo vệ. Tôi không cần phải sử dụng những thứ đó nữa chứ. Tôi sẽ bảo vệ em, nhưng tôi cũng hy vọng em sẽ cố gắng có năng lực để tự bảo vệ mình nữa. Nếu em có thể phối hợp thuật ấn thân với tài thiện xạ cơ bản nhất định, như vậy có thể đảm bảo tuyệt đối không có sơ hở. Người này thỉnh thoảng cũng có chút logic bình thường ấy nhỉ? Trường bắn. Này, anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi? Tôi có thể gọi anh bằng chú được không? Lớn hơn em, nhưng không nhiều lắm đâu. Wow! Xuất sắc quá đi. Không nghĩ tới anh lợi hại như vậy luôn á. Vậy hãy để tôi thử xem sao. Làm sao vậy? Không có việc gì. Nã một phát súng cho tôi xem nào. Cầm lại gần lần nữa vẫn thấy nặng nề quá. Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ sau khi mẹ mất, đã bao nhiêu lâu rồi chưa có ai đến gần tôi như thế này. Những người coi tôi như một con quái vật thì không dám tiếp cận, những người gần gũi với tôi thì lại chết một cách kỳ quặc lạ. Đã lâu rồi cũng không có ai đứng gần tôi mà lại không hề có cảm giác sợ hãi như vậy. Tôi đau luôn như một bóng ma trong đêm đen cho đến khi. Tôi không muốn một người bị định đoạt bởi số phận của người khác. Tôi không muốn biết tình yêu là gì cả. Nhưng những thứ tôi muốn là thứ tôi phải giữ lấy. Lực tay của em không đủ, hạ bàn không ổn định và tay cầm súng bị rung quá nhiều.
Tóm lại là tôi không thích hợp để học bắn súng phải không? Nhưng em nhất định phải học, trên đời này đều là kẻ thù. Em phải tốt có năng lực tự bảo vệ mình. Người ta nói rằng những điều đã trải qua sẽ hình thành thế giới quan của một người. Rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì? Cũng giống như tôi, trên người cũng mang theo bí mật mà không ai biết sao? Tập trung lực chú ý, nổ súng. Được. Thật xin lỗi, có phải vừa rồi đã đụng đến vết thương của anh rồi hay không? Tôi không sao cả. Anh bị thương nên nghỉ ngơi thật tốt, tôi không nên để anh dạy tôi dùng súng mới đúng. Em đang cố thể hiện sự quan tâm đến tôi sao? Cái gì mà cố thể hiện, tôi chính là đang quan tâm anh thật lòng mà. Cho dù em có lấy lòng tôi đi thì tôi cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Tính cách thì kỳ cục vậy trời. Mặt xanh, cậu thật là, sao lại nói con gái người ta như thế? Các cô gái đều có trái tim pha lê, chọc giận lên cũng không dễ gì dỗ dành được đâu nha. Con gái thì sao? Con gái có trái tim pha lê thì sao? Tôi thấy anh mới là người có trái tim pha lê chịu khổ ngàn năm thì có. Cô này chịu khổ, lão tử đây là thẳng nam đó nha, chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đó. Ai vô biết nóng nảy rồi hả? Thật đúng là yếu bóng vía mà. Một thanh ly, cậu tới tìm tôi làm gì? À đúng rồi. Súng này là của em hãy ở đây mà tập luyện, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Sẽ là chuyện gì sao? Đây là súng của Mặt Xanh, là loại mới được chế tạo nghiên cứu gần đây, tầm bắn xa nhất trong số những loại súng lục nhỏ và vừa. Hắn đưa khẩu súng này cho cô chứng tỏ là hắn rất coi trọng cô, vì vậy hãy biết quý trọng một chút đi. Kẻ bắt cóc đã tặng cho tù nhân một món quà và bắt tù nhân phải biết ơn họ. Tôi không phải là người mắc hội chứng Stockholm. Tôi biết cô cảm thấy tính cách của cậu ta có vấn đề, nhưng Mặt Xanh đã phải chịu đựng quá nhiều từ khi còn nhỏ. Có nhiều điều mà công chúng cho là sai nhưng cậu ta lại cho có lẽ là đương nhiên, nên tôi hy vọng cô có thể bao dung cho hắn một chút. Tôi vừa mới phát hiện ra, hóa ra anh đối với Mặt Xanh mới chính là chân ái, vì sao hai người không ở bên nhau đi? Hay là nói một thanh niên là anh yêu thầm Mặt Xanh, nhưng phát hiện ra anh ta không yêu anh, cho nên anh mới nỗ lực giúp anh ta tìm kiếm hạnh phúc. Cô nói cái gì vậy? Đứng lại cho đó cho tôi. Ha ha ha, anh thực sự là một người cực kỳ dễ chịu nha. Này cô không tập à? Không luyện tập nữa, tôi vốn cũng không muốn luyện tập súng gì cả. Tôi cùng thế giới của các anh không giống nhau. Bên trong biệt thự. Cô, shit. Mạc tiên sinh, đây là con gái tôi, Phỉ Á, năm nay 23 tuổi. Xin chào Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh, gia tộc Tác Tư Thản tôi rất ít khi cùng người ngoài làm ăn, hơn nữa còn là giao dịch lớn như vậy, nên nếu như không thể trở thành người một nhà thì tôi rất khó yên tâm. Trách sao lúc trước nói chuyện với tôi khó nghe như vậy, muốn tôi rời khỏi Mặt Xanh thì đã là muốn bán con gái mình. Đừng đứng ở cửa nghe lén nữa, luyện xuống xong chưa? Không có, tôi thấy mệt nên không muốn luyện nữa. Yếu đuối. Luyện súng đúng không? Em có biết nè, tất cả phụ nữ em, con gái trong gia tộc em ngày từ nhỏ đều phải học qua bắn súng. Mà tiên sinh cảm thấy có hứng thú với súng sao? Vậy chúng ta có thể ra trường bắn tỉ thí một chút đi. Cô bẩn quá. Cái gì? Thực xin lỗi, thiếu chủ nhà tôi có thói sạch trường đó nghiêm trọng, không thích người xa lạ chạm vào anh ấy. Không sao, tôi biết mặt tiên sinh cảm thấy tôi rất xa lạ. Chúng tôi có thể ở chung một thời gian rồi nói sao cũng được. Ai, còn biết chịu đựng nhữ, đúng là mấy người làm việc lớn mà gặp mình là mình tát cho sáo quai hàm từ nãy giờ rồi. Hay là chúng ta nói chuyện làm ăn trước đi, Vị Á, con tự mình ra ngoài đi dạo một chút đi. Em giám sát cô ấy đi, đừng để cô ấy đi lung tung. Tôi hả? Tại sao phải là tôi chứ? Thật xin lỗi, tôi cũng là vừa tới chỗ này cũng không quen thuộc nên không giúp được anh đâu. Tự nhiên em nhốt mình ở đây còn bắt mình làm giúp việc cho anh ta nữa chứ, dễ ăn của ngoại quá à. Này cô đợi đã. Xin lỗi Vị Á tiểu thư, tôi cũng có quen chỗ này nên nếu như cô muốn trợ giúp thì hãy rời khỏi Mặt Xanh ngay. Vì vậy việc kinh doanh lần này Mặt tiên sinh, cậu có nghe không vậy? Mặt Xanh, Mặt tiên sinh, cậu nghe tôi nói đi. Bây giờ cậu có đuổi theo cũng vậy thôi, cứ để cho hai cô nương ấy tự nói chuyện với nhau đi. Cậu cũng nhìn thái độ của Vân Lưu Sương xem, nhìn xe cô ấy có thể vì cậu mà ghen hay không. Chuyện của các cô gái thì hãy để cho các cô ấy tự mình xử lý là được rồi, hai vị cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Này, được rồi đó, bây giờ đã không còn ai quấy rầy nữa, cô muốn nói gì thì nói đi. Vẫn là câu nói đó, tôi muốn cô rời khỏi Mặt Xanh, bằng không được trách tôi sao không ra tay với cô. Sao ra tay với cô? Cô yêu Mặt Xanh sâu đậm vậy sao? Vậy cô tính ra tay với tôi như thế nào đây?
Tôi chỉ yêu kẻ mạnh và mặt xanh là ứng cử viên sáng giá nhất, chỉ có anh ấy mới xứng với tôi thôi. Còn về phần cô, chẳng qua cũng chỉ là người phụ nữ không đứng đắn mà anh ấy quen biết trước khi kết hôn, nên tôi sẽ không để ý đâu, nhưng hy vọng cô có thể nhanh chóng rời đi. Cô nói ai là phụ nữ không đứng đắn? Hơn nữa tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Mặt xanh mệnh trung mang sát, trời sinh cô độc, anh ấy đã khắc chết mẹ của mình và các anh em khác, cô đi theo anh ấy sẽ không có cuộc sống tốt đẹp đâu. Lại là trời sinh cô độc, Vạn Hậu Kiêm cũng từng nói qua những lời như vậy. Vậy là anh ta thực sự đã cắt chết mẹ mình sao? Mà Vạn Hậu gia tộc đã bói toán cho tôi, nói là chỉ có mệnh cách của tôi mới có thể xứng với anh ấy, và tôi chính là người vợ định mệnh của anh ấy. Nếu cô cảm thấy sợ hãi thì hãy rời khỏi mặt xanh ngay đi, nếu không tôi sẽ giết người thân và bạn bè của cô từng người một và khiến cho cô đau khổ cả đời. Cô đã tin vào cái loại huyền học bói toán này, vậy nên cô không tin báo ứng luân hồi đúng không? Và cô cũng không tin ở ác sẽ gặp dữ đúng không? Cô đừng tưởng rằng nói những loại lời nói này đều tôi có thể dọa đến tôi. Tôi không phải là tại hạ của cô. Cô ở đâu rồi? Đã muốn chơi chiêu gì nữa đây, đừng nghĩ sẽ làm tôi sợ. Hãy nhớ kỹ, cô không phải là đối thủ của tôi. Dám động đến người thân bạn bè của tôi thì lần sau tôi sẽ bóp cò. Tôi và cô công thủ không án, tôi cũng không hề có hứng thú gì đối với bảo bối của cô. Cô thích người đàn ông nào thì tự mình đi theo đuổi, đừng có cả ngày đi tìm những người phụ nữ khác để gây phiền toái. Hơn nữa mặt xanh không có yêu tôi, nên đừng có lấy tôi ra làm tình địch giả tưởng. Cô Phỉ á? Anh ta đứng đó từ khi nào vậy trời? Mặt xanh cứu em với. Lại bắt đầu diễn hay. Người phụ nữ là một con quỷ, cô ta vừa làm cho mình tàn hình đó, anh mặt xanh. Cô ta còn lấy súng chỉ vào em rồi uy hiếp em nữa. Hơn nữa cô ta còn là một kẻ lá lơ ông bướm. Chuyện này từ đồng sự của cô ta là Vương Bác Nghĩa thì em mới biết á. Cô ta hẹn hò cùng một lúc với rất nhiều người đàn ông. Người như vậy mà anh còn giữ lại làm gì nữa? Tôi nói rồi, cô rất là dơ, đừng có đụng vào tôi nữa. Hơn nữa không cần phải khoa tay múa chân với tôi đâu. Vậy á? Tôi đem con gái ngoài của tôi đến giới thiệu cho cậu, thế mà cậu lại đối xử với nó như thế sao? Tôi xem ra lúc này không cần phải làm ăn gì nữa cả. Đừng cho là tôi không biết ông đang mạng tính cái gì. Ông đã sai tế cực kể từ lúc bắt đầu ra tay với người phụ nữ của tôi sẽ không tha thứ chồng. Thật cậu chờ đó. Em vừa lòng chưa? He he, cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn, em là người của tôi nên tất nhiên tôi phải bảo vệ em thật chu toàn. Tính tình phương xấu như vậy hả? Sao? Mặt xanh cũng không tệ lắm chứ. Mặc dù nói chuyện nghe không lọt lỗ tai nhưng mà hành động thực tế sẽ không làm cho cô thất vọng đâu. Phải, người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian đó, anh đâu mà nắm chặt đi nha. Tôi đang nói nghiêm túc với cô đó. Tôi vẫn luôn hay đùa giỡn anh rồi còn chơi cam anh nữa, vì cái gì anh vẫn còn muốn tác hợp cho chúng tôi? Anh không so đo mới hiểm khích trước đây sao? Những chuyện cô làm tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng hiện tại rất ít có người nào khiến cho hắn để bụng đến tôi. Cảm thấy hai người có bên nhau có lẽ hắn có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng tôi ở bên cạnh anh ta cảm thấy rất là nguy hiểm. Anh ta có cái gì để cấm kỵ không? Để tôi còn biết mà né nữa. Hắn ngoại trừ hận cái phản bội nhất ra cũng không có gì cả. Thói sạch thì không tính, hắn đối với cô cũng không có kiên kỵ gì. Ha, thật ra nghĩa là mà nó mặt xanh cũng không tồi, vừa đẹp trai lại vừa quyết đoán. Mặc dù tính tình hơi xấu chút nhưng đối với mình vẫn còn khá tốt. Hơn nữa anh ta trông thật cô đơn, dù xung quanh có rất nhiều người nhưng trái tim anh ta vẫn luôn đóng chặt. Với lại tự nhiên nói anh ta khắc chết mẹ của mình thì quả thật là quá đáng mà. Đối với một đứa trẻ mà nói mẹ chính là... Trời đất, sao tự nhiên anh lại ở trong phòng của tôi vậy? Toàn bộ biệt thự đều là của tôi nên căn phòng này đương nhiên cũng là của tôi rồi. Vấn đề cũng nằm ở đây phải không? Tôi nói, em là người phụ nữ của tôi muốn em. Ê bè bậy, chẳng phải lần trước anh nói tôi không phải là người phụ nữ của anh sao? Tôi đã thay đổi chủ ý rồi, nhưng tôi còn... Cảm giác này cũng không tệ, nếu là như anh ấy nói. Mặc dù tiến triển hơi nhanh nhưng xác thực là mình có chút thích anh ấy. Mặt xanh, tôi muốn hỏi anh một chút. Anh có yêu tôi không? Mặt xanh, anh có yêu tôi không? Tôi không yêu em. Anh không yêu tôi mà anh nói muốn tôi cái gì chứ? Anh cho tôi là ai? Em là người của tôi. Tôi thần kinh. Có tiếng súng. Ở trong phòng chờ tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, sân bay hay nhà ga đều có người của tôi canh gác cả. Alo, Tiêu Tiệp, có chuyện gì vậy thì tôi nói nào. Dì Thanh mất tích rồi. Sao lại mất tích rồi?
Sao lại thế này, mất tích đã bao lâu? Không phải tôi nhờ cô đi thỉnh thoảng gặp dì Thanh sao? Gần đây tôi tối nhưng không có thấy dì ấy nữa, cũng không liên lạc được, nhưng phát hiện có người để lại tin nhắn. Tin nhắn nó nằm nội trong 24 giờ cô phải trở về và tự mình đi tìm dì Thanh. Không biết đây có phải là cái bẫy đập mồi không nhỉ? Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về ngay, hãy chờ tôi. Lúc này dù thế nào đi cũng phải đi, cho dù mặt xanh ngăn cản mình cũng không được. Nhưng mà nói gì nói, tiếng súng vừa rồi là... Cô chính là nữ nhân của mặt xanh. Anh nhận sai người rồi, tôi với anh ta. Sao lại thế này, người trong biệt thự đi đâu hết rồi? Mặt xanh ở đâu, bảo vệ đâu, người hầu đâu, đều đi đâu cả rồi? Có người. Mặt xanh đã bị bao vây rồi. Thế nào, không nghĩ tới cuối cùng phản bội mày chính là người bên gối của mày phải không? Hãy nghe một chút đoạn ghi âm này đi. Vân Lưu Sương nói với tôi về phương pháp đột phá hệ thống an ninh điện tử của biệt thự mặt xanh, và chỉ nhờ phương pháp đột phá đó mà lần trước cô ta đã thoát được một cách thầm lặng. Giọng nói này là của Vương Bác Nghĩa. Ông ta và mình có biết bao nhiêu là thù, ông ta vẫn luôn muốn hại mình mà. Đáng tiếc là ông ta không biết mặt xanh đã biết mà mình dùng năng lực ẩn thân để chạy trốn. Vừa nghe thấy có người nhắc đến tên tôi, tùy tùy tiện tiện vô an như vậy không tốt đâu à Nhiên. Vâng tiểu thư, đã tới rồi, vừa lúc tôi cũng muốn giáp mặt để cảm ơn cô đã trợ giúp chúng tôi. Đừng nói là ông sẽ tin 100% vào những lời hồ ngôn nạn ngữ của vị tiên sinh kia đó chứ. Còn phải là tôi đã bảo trong phòng chờ tôi rồi sao? Cái điểm mà anh ta chú ý có phải là không được phù hợp lắm hay không vậy? Mặt xanh, nếu hiện tại anh thay đổi chủ ý, em sẽ thuyết phục cha em tha thứ cho anh, bởi vì em vẫn là yêu anh mà. Không đúng, cái tên Mục Thanh Ly kia đâu rồi? Cổng biệt thự. Mục Thanh Ly vẫn luôn là cánh tay đắc lực của hắn, và thời các quan trọng yếu như vậy lại không có bên cạnh hắn, nhất định đã có gian dối. Xông lên, tốc chiến tốc thắng. Cử thực, em chạy đi. Chuyện này cũng có liên quan đến tôi, làm sao tôi có thể bỏ anh mà chạy được chứ? Mặt xanh, tôi sẽ không vô dụng tới nỗi chỉ vì một người phụ nữ mà bị bại thảm hại đâu. Nhưng mà tôi có thể giúp anh. Đừng để người khác biết em biết thuật ẩn thân. Thiếu gia, biệt thự đã xử lý xong. Cậu phụ trách bảo vệ cô ấy. Rõ. Anh mau đi giúp anh ta đi, tôi không cần người bảo vệ. Chúng ta đều mặc áo chống đạn nên cô không cần phải lo lắng đâu. Mời nó lại đây cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng của anh ta. Chi bằng sớm rồi đi để cho anh ta còn có thể buông tay đánh một phen. Xin làm ơn hãy bảo vệ tốt mặt xanh. Vâng tiểu thư. Taxi. Đi sân bay. Không biết hiện tại anh ấy thế nào nữa. Với thực lực của anh ấy chắc hẳn cô có vấn đề gì đó chứ. Mình vẫn là phải lo cho chuyện riêng của mình trước đấy đã. Vì Thanh ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Đúng rồi, mặt xanh nói sân bay hay nhà ga đều có người của anh ta canh gác, đừng nói là mình tới đó xong rồi lại bắt trở lại, trở về lại đó chứ. Làm thế nào bây giờ, còn có phương tiện giao thông nào khác có thể thoát khỏi ánh mắt của anh ta hay không? Bạn Hầu Khiêm. Thiếu gia, ngài có điện thoại, đem lại đây đi. Alo. Xin lỗi, đã quấy đầy trễ như thế này. Xuân Nhi, là cô sao? Thật vui khi cô chủ động gọi điện tìm tôi. Sao rồi, chuyện nhà anh thế nào rồi, ba anh có khỏe không? Cô đang quan tâm đến tôi sao? Yên tâm đi, đều không có việc gì cả, ba tôi đều rất khỏe. Thật ra tôi gọi điện tìm anh là để nhờ chút việc. Nói đi tiểu hồ ly, cô muốn tôi làm gì? Gì? Tiểu hồ ly, cô muốn tôi làm gì cho cô đây? Cũng cùng một cách xưng hô, như từ trong miệng anh ta thốt ra lại không giống như từ miệng của mặt xanh. Anh ta là thiên sư, có khi nào anh ta đã biết được thân phận của mình rồi hay không? Tôi chỉ là muốn hỏi anh có thể sắp xếp giúp tôi lối đi an toàn để tôi có thể về đến nhà được hay không? Tôi gặp một vài người nguy hiểm quấn lấy. Được, tôi sẽ an bài giúp cô. Cô cứ đi thẳng ra sân bay đi, sẽ có người của tôi ở đó đưa cô đi. Anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ cần là thỉnh cầu của cô thì tôi đều sẽ giúp cô đạt thành ước nguyện. Còn nguyên nhân gì đó nếu cô không muốn nói cũng không sao. Cảm ơn anh. Mặc dù anh rất tốt nhưng tôi vẫn rất sợ anh, vì rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là thiên địch mà. Hơn nữa là xét quan thứ 6 của hộ tộc sao? Sao mình cứ cảm thấy người này đang giấu giếm mục đích gì đó? Bên ngoài biệt thự, Vị Giá đã tự sát sao? Không được, giết chết đặc khách. Bằng không chúng ta cũng không biết phải giải thích sao với lão Tét Tư Thản nơi đó đâu. Rõ. Thật xin lỗi, tôi thực sự không biết Vân Lưu Sương tiểu thư chạy đi đâu rồi nữa. Tôi biết rồi, nơi này không còn chuyện của cậu nữa. Cậu đã nhớ tôi, người phụ nữ đã bỏ cậu lại để chạy trốn đi sao? Hơn nữa nó không chừng bảo mật an ninh của biệt thự là do cô ta tiết lộ ra bên ngoài. Không phải cô ấy.
Lần trước cô ấy đã không bỏ lại tôi, cô ấy đã mạo hiểm tính mạng để quay lại giúp tôi. Vậy còn vấn đề an ninh thì sao? Nếu như cô biết an ninh ở đây thì làm sao lần trước cô ta trốn thoát mà không để lại chút dấu vết nào? Tôi biết cách cô ấy trốn thoát, nó không có liên quan gì đến an ninh của tòa nhà cả. Tôi thấy cậu chính là đã bị cô ta mê hoặc rồi. Không biết mặt xanh hiện tại như thế nào rồi. Mình có nên gọi điện hỏi thăm anh ta một chút không? Đúng rồi, mình đâu có số điện thoại của anh ta đâu. Trời ơi, hốt cả hình. Alo, em đang ở đâu? Xem ra là anh ta không có việc gì rồi. Xin lỗi, tôi có chút việc điên cần phải xử lý nên mới đi trước. Quay về đi, muốn làm việc gì thì tôi sẽ phái người làm giúp em. Không được, chuyện này rất quan trọng, tôi nhất định phải tự làm mới được. Nếu anh đã tự gọi điện tới thì tôi cũng nói rõ ràng với anh luôn. Nếu anh đã xác định là anh không yêu tôi thì buông tha tôi đi. Tôi cũng không thích bị nhốt ở nhà, cho dù anh có giàu đến đâu đi chăng nữa. Chúng ta không cùng một thế giới với nhau. Tạm biệt. Alo. Sân bay. Xin chào, cô chính là Vân Lưu Sương tiểu thư phải không? Là tôi đây. Tốt, mời cô đi bên này. Đại thiếu, người tới rồi. Xin hỏi Hiên Viên Hạng. Cô chính là Vân Lưu Sương. Xin chào, tôi tên là Hiên Viên Hạng. Bạn Hậu Kim nhờ tôi chờ cô ở đây. Cảm ơn anh, chuyện lần này đã làm phiền đến các anh rồi. Có trách bạn Hậu Kim lại để bụng như thế. Hóa ra là một tuyệt đại gia nhân. Đi theo tôi. Vâng. Gần đây hình như luôn bị người ta gọi là mỹ nữ thì phải. Ngay cả quý công tử phong hoa tuyệt đại như vậy mà cũng nói như thế nữa. Nhưng mà nào có đâu. Mình đã bao giờ đẹp như thế này trước đây chưa? Mọi thứ đã thay đổi kể từ đó. Bạn Vân tiểu thư, cô làm sao vậy? Rốt cuộc đã có thể về nhà. Ôi dè. Dì Thanh, dì nhất định không được có việc gì đó nha. Đại thiếu, tôi vừa nhận được một báo cáo qua điện thoại. Mặt xanh đang ở sân bay bốn phía tìm người. Như thể anh ta đang tìm một người phụ nữ cực kỳ quan trọng vậy. Một người phụ nữ quan trọng đối với mặt xanh như vậy sao? Đi điều tra một chút đi. Vâng. Cô cùng bạn Hậu Kiên quen biết như thế nào vậy? Quen ở sân bay. Lúc đó tôi cầm một cái rương hành lý rất lớn. Anh ta đã chủ động đến tức giúp tôi. Ồ, mặc dù nhìn bạn Hậu Kiên thập phần quân tử, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế hắn chính là một thanh niên thích tự chối người ngoài cả ngàn dặm. Hôm nay vì cô mà hắn đến mời tôi đến giúp đỡ. Đây vẫn là lần đầu tiên đấy. Hai người chỉ là quan hệ bình thường như vậy thôi sao? Anh và bạn Hậu Kim là bạn phải không? Nếu anh muốn biết hãy đi hỏi anh ta đi. Có lẽ anh ta sẽ cho anh biết lý do tại sao anh ta quan tâm đến tôi. Xin lỗi, tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Thật là một người phụ nữ giảo hoạt. Sảnh chờ. Phải, thực sự xin lỗi, chúng tôi thực sự không biết vị tiểu thư kia ở đâu cả. Bởi vì sau đó cô ấy đã đi vào khu vực được che chắn giám sát rồi. Khu vực che chắn giám sát, chẳng lẽ? Chuẩn bị phi cơ, sáng mai tôi muốn đến thành phố S. Rõ. Tôi sẽ lại một lần nữa bắt được em. Sân bay thành phố S. Hiên Viên tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa tôi về thành phố S. Hẹn ngày gặp lại. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu thành phố S gặp thất, khó khăn có thể tìm thấy tôi. Khó khăn bình thường đối với tôi không phải là một vấn đề. Phương thức liên hệ trân quý như vậy mà anh cũng đưa cho tôi sao? Anh không sợ tôi bán danh thiếp này để kiếm tiền sao? Anh hẳn là một người có thân thế hiển hách phải không? Không quan trọng, dù cô có làm gì tôi cũng sẽ lấy lại nó từ bạn Hậu Kim. Nhiều kết cục thiên sư cũng không tệ, kẻ này dường như biết điểm yếu của mình rồi. Anh thật là phúc hắc. Đúng vậy, cũng vậy. Tôi đi đây, tạm biệt. Đuổi theo cô ấy. Vâng. Chỗ ở của dì Thanh. Tiêu Tiệp, cô đã báo cảnh sát chưa? Cảnh sát nói như thế nào? Cảnh sát đã đến xem xét và nói là không có dấu hiệu cướp bóc hoặc trộm cắp, cũng không có dấu vết đánh nhau. Vì vậy thật khó để biết nó có phải là một tai nạn hay không. Họ nói có thể là dì đã đi đâu nhưng lại không nói cho chúng ta biết. Không đúng, trong phòng không giống như đã có người động qua, kiểu như họ đang tìm kiếm cái gì đó. Sao cô biết? Tôi thấy trong phòng đồ đạc đều gọn gàng ngăn nắp mà. Tôi biết dì Thanh rất rõ, thói quen sinh hoạt và cách bày biện đồ đạc đều nằm trong lòng tôi cả. Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại đe dọa, nói rằng nếu cảnh sát mà đến lần nữa thì dì Thanh sẽ mất mạng. Sau khi họ cho tôi nghe thấy giọng nói của dì Thanh, tôi đã không dám báo cảnh sát nữa. Họ nói trong điện thoại là cô phải tự đi giải quyết sự việc. Dì Thanh cả đời đều sống không tranh giành với thế gian, và mối nguy hiểm duy nhất là biết tôi, một đứa trẻ mồ côi của tộc Hồ Ly Bạc. Có lẽ lần này cũng là vì danh tính Hồ Ly Bạc của tôi mà ra. Trong điện thoại có nói tôi cần phải đi đến chỗ nào để giao dịch hay không? Cô thực sự muốn tự mình đi ra mặt giải quyết sao? Quá nguy hiểm. Lưu Sương.
Lúc trước em không nói một tiếng liền đi công tác xa như vậy, hiện tại dì Thanh xảy ra chuyện là không nói cho anh biết, trong mắt em có còn người anh trai này hay không hả? Hàng Không Nhạc, anh đừng nóng vội, chẳng phải Lưu Xuân cũng vì sợ anh lo lắng sao? Lần này khả năng thực sự là phải cần anh trợ giúp rồi. Tiêu Tiệp, nói đi, địa điểm giao dịch ở đâu? 10 giờ tối nay, số 13 đường Giang Ninh. Anh có thể chuẩn bị giúp em cái kính loại nhìn ban đêm không? Lại có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối ấy. Được chứ. Vậy thì tốt rồi, còn nữa, hy vọng sau khi em đi vào trong phòng kia rồi, anh có thể nghĩ cách làm cho gian phòng kia mất điện một hồi, cỡ 10 giây là đủ. Kế hoạch của em có đáng tin cậy không vậy? Em có thể làm gì trong 10 giây chứ? Yên tâm, anh cứ nghe theo em đi. Số 13 đường Giang Ninh. Người của anh ở gần đây, nếu em thấy có điều gì không ổn, hãy gửi tín hiệu cho anh ngay lập tức, em hiểu chưa? Em biết rồi, 5 phút ra anh nhớ cắt điện nha. Nhưng loại biệt thự này bình thường đều có nguồn điện dự phòng, cho nên còn phải cắt lại một lần nữa đó. Anh hiểu rồi. Rốt cuộc là ai bắt cóc dì Thanh? Rốt cuộc là ai đang chờ mình vậy? Đi theo tôi. Là cô. Đã điều tra được, người phụ nữ kia tên là Vân Lưu Sương, là một phóng viên bình thường của nhật báo xã. Lần này cô ấy vội vàng trở về là bởi vì một vị trưởng bối tên dì Thanh đã mất tích. Phóng viên bình thường sao? Một phóng viên bình thường mà có thể để cho hai đại nhân vật Vạn Hậu Khiêm cùng Mặt Xanh vây quanh cô ta như vậy sao? Mặc dù xác thực đó là một mỹ nữ, nhưng Vạn Hậu Khiêm cùng Mặt Xanh kia cũng không phải là người chưa từng trải sự đời. Cô ta có cái gì đặc biệt không? Chỗ đặc biệt là bằng cách nào đó cô ấy đã trốn thoát khỏi Mặt Xanh hai lần liên tiếp, điều này rất là hiếm thấy. Có thể đào tẩu từ trong tay của Mặt Xanh sao? Vậy xác thực lại rất hiếm thấy. Các người hãy nghĩ cách tìm ra cô ấy đi. Người nào mà có thể trêu chọc Mặt Xanh được như vậy tôi rất thích. Vâng. Số 13 đường Giang Ninh. Vâng Lưu Sương, tôi không nghĩ tới mấy ngày không gặp cô cư nhiên chỉnh dung xinh đẹp như vậy. Có trách có thể câu dẫn Lãng Minh hồi tâm chuyển ý. Sao chuyện ngày đó tôi đã không gặp Hà Lãng Minh nữa? Anh ta hồi tâm chuyển ý với ai nữa? Hừ, cô đừng giả ngu. Nếu còn phải bởi vì cô thì anh ta như thế nào lại bỏ tôi mà đi? Hồ, hóa ra cô cũng là bị anh ta lợi dụng, nhưng mà cũng chả liên quan gì đến tôi cả. Tôi tới đây để đón dì Thanh. Hừ, dì Thanh á, đáng tiếc cô đã tới chậm một bước, tôi đã đem bà ta xử lý rồi. Cái gì? Lúc sắp chết bà ta còn cố kêu Tiểu Sương mà tới cứu ta. Cô nói dối, dì Thanh không ở trong tay của cô và dì Thanh cũng sẽ không gọi tôi như vậy. Hừ, mặc kệ bãi có trong tay tôi hay không, dù sao thì cô cũng đã tới, mục đích của tôi đã đạt được. Tôi mà không có được anh ấy thì cô cũng đừng mong mà có được. Nói cũng điên gì vậy trời. Đó là một tảng băng trong một cái giếng sâu. Cái thứ đét rưỡi đó mà cô cũng cần coi là báu vật hay sao vậy? 5 phút chuẩn bị sẵn sàng. Vì một người đàn ông mà đến nông nỗi này, cô có cảm thấy rằng mình bị chà đạp hay không? Cô hành động. Làm sao vậy? Điện biên đâu? Cứu mạng, mở nguồn điện dự phòng đi mau. Cô muốn làm cái gì? Câm miệng đi. Nếu tay của tôi mà rung lên là cô xong đời ngay đó. Ba tôi là giám đốc điều hành tập đoàn Hiên Viên. Nếu cô giết tôi chẳng khác nào đối nghịch với cả tập đoàn Hiên Viên. Tôi mặc kệ là tập đoàn Hiên Viên hay là cá viên gì, tôi chỉ muốn biết dì Thanh đang ở đâu. Tôi thực sự là muốn bắt cóc dì Thanh của cô. Nhưng lúc tôi đi đến nơi thì đã không có ai nữa. Dì Thanh của cô có để lại cho tôi cô một phong thư. Nếu cô giết tôi thì sẽ không bao giờ có được phong thư kia nữa. Thư, đây đúng là phong cách của dì Thanh rồi. Tôi không tin. Thời đại nào rồi ai cũng dùng điện thoại di động và máy tính, ai đâu còn dùng thư để lại lời nhắn nữa chứ. Tôi không được cô, tôi đang ở trên người tôi đây. Hóa ra là ở trên người cô à, sao không nói sớm, cô gạt tôi sao? Chính mình không có đầu óc còn trách tôi gạt cô, loại người như cô rất xứng đáng chết chung với Hà Lãng Minh. Cô chờ đó tôi sẽ... Cô... quỷ... bỏ người ta! Cô ta là quỷ! Tiểu thư cô bình tĩnh một chút nào, có chuyện gì vậy? Cô ta đã biến mất rồi! Thế nào rồi, gì Thanh đâu? Dì Thanh không có ở trong tay bọn họ, là dì Thanh đã tự mình đi thôi. Trời, nói với cái gì vậy? Không có gì, dì Thanh nói em không cần phải đi tìm gì. Em không sao chứ? Không sao, đi thôi. Chuyện liên quan đến hộ tộc cho dù là anh em cũng không thể nói được. Chị hôm nay vẫn là có liên quan đến cái tên thúi Hà Lãng Minh kia, sao nãy anh giúp em chú ý đến đường đi nước bước của Tô Dung một chút. Không thành vấn đề. Cao ốc báo xã. Nhờ Hàng Khâu Nhẹ hỗ trợ điều tra mới phát hiện ra, thì ra là báo xã đã biết tất cả về sự nguy hiểm của nhiệm vụ này rồi. Còn cố giám đốc thì cứ để cho mình đi mà không nói cái gì với mình cả. Văn phòng giám đốc, hôm nay mình phải liều mạng cho dù phải từ bỏ công việc cũng phải hỏi cho rõ ràng. Không có người sao?
Lưu Sương, con đi công tác trở về rồi đó hả? Tiêu Tiệp, giám đốc cũng có đây sao? Cô giám đốc nói cô ở bên ngoài chỉ lo câu dẫn đàn ông, không lo làm việc, còn nói khi cô trở về sẽ sa thải cô nữa. Tranh thủ lúc tôi không có ở đây rồi tạo tin đồn nhảm cho tôi vậy đó hả? Tôi ở bên ngoài thiếu chút nữa là mất mạng rồi, là do ai tạo ra chứ? Cô đừng tức giận nữa, hôm nay cố giám đốc cũng có ở văn phòng, ông ấy đi ra ngoài họp rồi. Có một tập đoàn Vilus nói sẽ mua lại báo xã của chúng ta, nên ông ấy đã đi qua đó rồi. Mua lại báo xã sao? Tập đoàn kia có lai lịch như thế nào vậy? Tại sao đột nhiên muốn mua lại một cái báo xã nhỏ của chúng ta? Nếu cô muốn đi tìm ông ấy để nói rõ trắng đen phải trái thì cứ gọi tôi đi cùng nữa. Tôi không tin cô là loại người không quan tâm đến công việc. Cảm ơn cô Tiêu Tiệp, nhưng đây là chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Hôm nay mình sẽ liều mạng, có thể sẽ không cần chén cơm này nữa, nhưng không thể cùng kéo Tiêu Tiệp vào được. Lưu Sương. Tòa nhà tập đoàn Vilus. Ta nói cậu cũng rảnh hết sức, tới thì cũng tới rồi, không trực tiếp đi bắt cô ấy luôn đi. Còn bạn ta tới thu mua cái báo xã này làm gì chứ? Tại sao tôi phải đi bắt cô ấy? Tôi muốn tụi cô ấy chui đầu vô lưới. Ây vô, cô bộ sau này vài lần bị dính mấy vố nên thông minh hẳn ra phải không? Cái này là muốn nô lệ xe người làm chủ nhân đi mà. Cậu nói ai là chủ nhân? Tôi không đùa với cậu nữa, mấy con tép điêu của báo xã đang chờ cậu mở hộp kìa, mau đi đi. Chính hình hơi này. Chính hình ơi này. Xin chào, tôi là phóng viên của Nhật báo xã Thanh Phong, tôi đến gặp chủ quản của báo xã chúng tôi. À, là Nhật báo xã Thanh Phong ạ, chủ quản của cô đang họp ở lầu 29, cô có thể đợi một chút chờ cuộc họp kết thúc đã. Không được, tôi có việc gấp và phải gặp chủ quản của chúng tôi ngay bây giờ. Mời tới đây đi, quấy rối mà, nếu chờ mấy họp xong sẽ không có cơ hội này nữa. Cái này không thể trả cho cô ấy đi như vậy được. Nếu cô ấy đi lung tung chọc giận chủ tịch cái thứ ở sạch cho chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Văn phòng của ông ấy lại ở trên lầu nữa. Lại là một cái tên có thói ở sạch. Sao dạo gần đây mình đi đến đâu cũng gặp kiểu thói ở sạch sẽ hết vậy trời. Thật xin lỗi hôm khác cô lại đến nha. Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi nghĩ cô ta chắc chắn sẽ quay trở lại rồi nha. Nhìn bộ dạng có vẻ như cô ta đang lên kế hoạch gì đó. Không có đâu. Chẳng lẽ cô ta... Đứng lại, cô muốn trà trộn vào đây đến đi lại có phải không? Gì vậy má? À, xin lỗi nha, tụi thần kinh. Mệt bà ghê, suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Hả, quê cho một cục cưng cho đàn đó là chị sao? Dễ gì, chị đây biết thuật ấn thân mà. Ha ha. Chẳng qua nãy giờ chị ngồi đây là để chờ coi có ai đi thang máy rồi nhảy vô đi ké thôi. Dù sao đang trống, thang trống tự nhiên di chuyển sẽ bị hoài nghi ngé mà. Tốt quá, trong nhà vệ sinh cũng có camera, cứ vậy mà đi ra ngoài thôi. Phải đi tìm thằng cha của giám đốc hại mình kia mới được. Tất nhiên là tôi sẽ không làm cho ông cảm thấy tốt hơn đâu, mà tôi sẽ cho tập đoàn Vilus này biết ông là người như thế nào. Vâng, tiểu thư, đã lâu không gặp nha. Cái gì vậy trời? Anh ta có mặt ở đây, như vậy có nghĩa là... Rõ ràng người mà tôi không muốn gặp nhất chính là anh ta, chúng ta lẽ ra nên không gặp nhau nữa mới đúng chứ. Nhưng mà... Tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi biết anh ta ổn, biết anh ta đang ở gần như vậy? Tôi nói rồi, em là của tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Một người đàn ông tốt thì nên mở miệng như thế nào nhỉ? Không mở miệng thì lại giống như một quý ông, còn khi nói chuyện thì lại là một bá vương. Ê vô, không phải là đại thúc đây sao, đã lâu không gặp ha? Cô ấy cố ý không đứng đắn, muốn chọc giận mình mà. Hai người này mà sắp lại cứ như trẻ lên ba vậy. Nói đi, chuyện này như thế nào? Này, đại thúc tôi đáng sợ, đại thúc tôi là ức hiếp được quá nha. Nói chuyện đàng hoàng. Thực xin lỗi, tôi sai rồi. Một vị trưởng mối quan trọng của tôi đã mất tích cho nên tôi mới phải vội vàng trở về để mà giải quyết. Chẳng phải anh chê tôi vướng bận nên kêu tôi đi đó sao, nên tôi tự mình đi trước chứ sao. Em xin lỗi, nhưng tất cả là lỗi của tôi hả? Được rồi, chuyện của hai người một hồi rồi nói sau được không? Chuyện thứ nhất là đám người của Thanh Phong Nhật báo xã kia còn đang ở phòng họp chờ cậu. Chuyện thứ hai, dưới lầu có một nam thanh niên đang tìm Vân tiểu thư. Tìm tôi á, là ai vậy? Nghe đâu là tên Hàng Khâu Nhạc, ta nói vừa đẹp trai vừa trẻ nữa chứ. Không rồi, nhất định là Tiêu Tiệp sợ mình xảy ra chuyện nên đã thông báo cho Hàng Khâu Nhạc biết. Lúc nãy nói cái gì mà trưởng mối mất tích, đây chính là trưởng mối mất tích của em đó hả? Không đúng, đó chính là anh trai ruột của tôi đó. Em họ Vân, hắn họ Hàng, ruột ở chỗ nào? Ruột đến ngoài da hả? Có phải là em khinh khi tôi ngốc hay không? Ế vậy. Bởi vì chúng tôi đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ai da, dù sao đây này cũng không có chuyện của anh ta. Anh đừng đi tìm anh ta gây phiền toái làm gì. Em bảo vệ hắn quá hả? Chả trách sao một thanh đi nó tính cách anh ta có vấn đề, người gì đâu mà khó ưa thế sợ. Sao vậy, anh ghen hả? Anh có cảm thấy khủng hoảng không? Có cảm thấy chính mình không ưu tú bằng Hàng Khâu Nhạc rồi tôi sẽ bị tôi cướp đi hay không? Mặt xanh tôi hắn
sao có thể so sánh được. Nếu vậy thì anh còn khẩn trương cái gì? Bây giờ tôi xuống lầu tìm Hàn Không Nhạc để đi chung với anh ấy đi, không mấy đèn nữa. Sao cứ cảm thấy giống như cô ấy đang nhắc mũi mình đi lòng vòng, ấy nhỉ? Không được, đi, ở lại với tôi. Không phải anh còn phải họp sao, lo làm chính sự đi ông. Đúng vậy, người của Thanh Phong nhập báo còn đang chờ mấy người đó, ôi trời ơi. Thanh Phong nhập báo? Ê mà đợi đã, anh tổng tài có nó thói ở sạch kia, bộ anh mua lại Thanh Phong nhật báo hả? Vậy anh chính là chủ tịch tập đoàn Billis đó hả? Phản ứng nhạy ý quá, rốt cuộc thì cô thông minh hay là ngốc đây? Tập đoàn Billis, So Lạc Tư, thuộc về Hải Vân So Lạc Tư. So Lạc Tư, nhưng chẳng phải anh họ Mặc sao? Mặc tiên sinh, cô giám đốc, Mặc tiên sinh, ngày tới rồi hôm nay chúng ta... Ý trời đất ơi, sao cô lại trà trộn vào đây? Được vậy, nếu cô ta mà tìm tới mình thì hỏng việc rồi. Vân Lưu Sương, cô còn không biết xấu hổ hay sao mà xuất hiện tại đây? Nhất định phải tìm cách đuổi cô ta ra khỏi đây mới được. Tôi đều biết hết rồi, tôi phái cô đi công tác đấy, nhưng cô chỉ biết ở bên ngoài cặp kè với những tên đàn ông không đứng đắn thôi. Thật xấu hổ cho báo xã của chúng tôi mà. Nghe thấy chưa, ông ấy nói anh không đứng đắn kìa. Cô nói bậy cái gì đó, tôi không có nói người ta là Mặc tiên sinh nha, tôi nói là... Chờ đã, tôi ông bà Mặc xanh mới đáp máy bay tới, hôm nay thì Vân Lưu Xuân đi làm, nếu cô ta không nói bậy, vậy là... Tôi chính là người đàn ông không đứng đắn ra đây, mang đi. Không phải, Mặc tiên sinh tôi không phải. Ê, đợi đã, đừng nóng như vậy chứ. À Lưu Xuân, cảm ơn cô nha, cô không hổ là phóng viên xuất sắc nhất của báo xã chúng ta mà. Nghĩ sao vậy, vất vả lắm tôi mới chạy tới đây được, ít giờ anh cũng phải để tôi nói hết lời chứ. Tôi đã có bằng chứng cho thấy anh đã cố tình che giấu sự nghiêm trọng của tình hình và khiến cho tôi gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Hết rồi đó, các anh muốn làm trực tiếp thì làm đi. Những hình ảnh sau đây quá cẩu huyết, cái cô ấy xinh đẹp không nên xem nha. Cùng tôi tới đây đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn vì anh đã làm mặt giúp tôi đó mà, he he. Đi rồi. Em đang ở tập đoàn So Lạc Tư, em đang rất an toàn, yên tâm nha. Là cái tên Hàng Không Nhạc kia phải không? Em cướp máy nha, lát sau sẽ nói tỉ mỉ hơn. Đã không sao nữa rồi, nên tôi chỉ gọi điện báo bình an cho anh ấy thôi mà. Em đừng có đợi xa anh nữa được không? Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, mà được rồi thì tôi biết thuở ấn thân đó, điều này có thể không quá bình thường, cho lắm, nhưng mà tôi rốt cuộc có chỗ nào lại khiến anh si mê như vậy? Anh muốn em cùng anh bước qua một cuộc sống cô đơn này. Tộc trưởng đương nhiệm của vạn hậu gia tộc từng phê mệnh cho anh, nên anh là trời sinh cô đơn, thân duyên tình duyên đều thiếu. Khắc chết người thân được chú định phải cô độc sống quãng đời còn lại. Số phận của tôi cũng bị nguyền rủa, may mắn thay tôi có cha mẹ yêu thương tôi có một tuổi thơ bình thường và một cuộc sống bình lặng. Tôi thì may mắn đó, nhưng còn anh ấy đã trải qua những gì? Anh không tin vật, số phận, và em cũng vậy, vì vậy anh muốn em cùng anh đi với nhau để vượt qua cuộc sống cô đơn này. Anh không cần thích hay tình yêu, anh chỉ cần em mãi luôn bên cạnh anh mà thôi. Mặc dù nó vẫn là kiểu nó không có chút trí tuệ cảm xúc nè, nhưng đôi mắt anh ấy lộ ra một cảm xúc chân thật, thực sự. Em đồng ý sao? Ôi lại trời, sao tự nhiên mình đồng ý vậy? Anh đợi đã, chuyện lúc nãy anh đề xuất á, thì cứ từ từ mà thực hiện nha. Từ chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề, tôi chỉ có thể nói để thử trước đã. Vâng, Lưu Sư. Chẳng phải em vừa mới đồng ý đó sao? Sao bây giờ lại nói để thử trước cái đã? Giữa chúng ta thì còn có thể có vấn đề gì nữa chứ? Đau quá. Thì đây là vấn đề đó. Anh cứ theo cái kiểu chủ nghĩa quá bá quyền, nghe thấy cái gì không vui thì lại động tay động chân. Trước hết tôi yêu cầu sự tự do của tôi. Tôi sẽ đi làm, tôi sẽ kết giao với bạn của tôi nữa. Anh có đồng ý với điều đó không? Em cũng cần phải đi làm, và em cũng không cần phải xuất đầu lộ diện. Anh không cho phép em kết giao với những người đàn ông khác. Tôi không muốn trở thành một con chiêu hoàng yến bị anh nhốt lại và chịu chủ, anh hiểu không? Em... Nếu người mà anh vô cùng quan tâm cũng bị ép buộc như vậy, anh sẽ nghĩ gì? Bản thân không muốn thì đừng làm cho người khác. Cho nên, chúng ta cứ như vậy trước được không? Hãy bắt đầu với từ mối quan hệ bạn bè đi lên, anh không thể can thiệp vào công việc và việc xã giao của tôi được. Phải ít nhất em phải sống chung với tôi cái đã. Cái gì? Được rồi, nếu chỉ đơn giản là sống cùng nhau thì tôi sẽ có thể chấp nhận. Nó sẽ tiết kiệm tiền thuê nhà cho em chứ tôi chứ có gì đâu. Thôi đừng nói gì nữa, hết trước mắt anh phải bồi thường cho tôi bộ đồ khác đi. Anh coi chuyện tốt mà anh đã làm nè. Đi tìm ám nhị đi, cậu ấy sẽ chuẩn bị hết cho em. Là vì đại hán lúc trước đã bảo vệ Vân Lưu Sương. Được, vậy tôi sẽ đi tìm anh ta. Vừa lúc tôi cũng còn có việc muốn hỏi Cố Sùng Minh nữa.
Arsene, đã là lần thứ N của Na được gọi điện tới hỏi thăm hành tung của cậu rồi đấy. Cô ấy nhắn lại nếu cậu không để ý đến cô ấy sẽ chạy đến tìm cậu đấy. Nói, sao các người tìm được trang phục nữ nhanh quá vậy? Là một thanh ly tiên sinh tìm. Ồ, một thanh ly là một tên hoa hoa công tử, đẹp cho phụ nữ nào cũng đều muốn đến công ty. Cô Vân, mời cô đi bên này. Không, không, đừng tìm tôi, đó là những gì mà Hà Lãng Minh đã yêu cầu tôi làm. Có việc gì thì mời các người đi tìm hắn đi, hắn cầm mấy chục vạn đưa tôi nói là muốn mạng của Vân Lưu Sương. Hà Lãng Minh? Vì cái gì chứ, chia tay còn chưa đủ sao anh ta, vì cái gì còn muốn mạng của mình nữa? Vân Lưu Sương tiểu thư. Cô Vân, kỳ thật tôi, cô không cần phải quá mức tức giận đâu. Bởi vì tất cả những người bị hại cô đều sẽ bị thiếu chủ trừng phạt, họ sẽ bị đưa qua cầu thở dài và chịu đựng đau đớn vĩnh viễn. Cầu thở dài đó là cái gì vậy? Đó là một nơi tối tăm trong trụ sở chính của chúng tôi, được sử dụng như một nơi để trừng phạt tù nhân đó. Nó chỉ cách lâu đài của thiếu chủ một cây cầu thôi. Tất cả những ai đi qua cây cầu đó đều sẽ thở dài trong tuyệt vọng, vì vậy nó được đặt tên là như vậy. Cây cầu thở dài, lâu đài trừng phạt phạm nhân, tôi có còn ở trong một xã hội hiện đại văn minh không vậy? Tuy rằng tôi đã có thể cảm giác được thân phận của Mạc Sanh là không tầm thường, nhưng mà rốt cuộc thế lực của anh ta lớn như thế nào vậy? Ở một mức độ nhất định, thiếu chủ có quyền sinh sát trong tay rất mạnh, có lẽ nó không giống như thế giới mà cô biết, nhưng tôi khuyên cô nên làm quen nó, càng sớm càng tốt. Được, đưa tôi đi gặp một thanh ly đi. Một thanh ly, tôi muốn hỏi anh. Vâng, đại tiểu thư, vui lòng gõ cửa trước khi vào văn phòng làm việc của người khác được không vậy? Thật xin lỗi, tệ thôi, tôi hơi sốt ruột. Nhưng mà tôi thật không nghĩ tới anh lại có thể làm cái chuyện này ở tại văn phòng làm việc của mình. Vậy thì sao, tôi không phải là một trinh nam sạch sẽ như Mặt Xanh, cô tới tìm tôi có chuyện gì? Thật không dễ để hỏi bất cứ điều gì vào thời điểm này mà. Không có việc gì, tôi chính là tôi cảm ơn anh đã tìm quần áo cho tôi. Còn nữa, hiện tại tôi có thể lên lầu tìm Mặt Xanh được không? Mặt Xanh hiện tại tâm tình tám phần là không tốt, nhưng nếu là cô đi lên hẳn là không có việc gì đâu. Có chuyện gì sao? Tôi có thể nói cho cô biết một chuyện tình địch của cô sắp xuất hiện rồi, phải cẩn thận. Yên tâm đi, tới giờ tôi còn chưa có đối tượng, lấy đâu ra tình địch. Thôi đi đây, anh cứ tiếp tục làm cái công việc yêu thích của anh đi. Cô... Cảm giác cô cùng Mặt Sanh cũng khó ở như nhau. Đã trở lại rồi sao? Đã trở lại rồi, tôi cũng đã gặp Cố Sùng Minh và còn nghe được một ít lời đồn đáng sợ về cái cầu thở dài nữa. Nó không phải là đời đồn đãi mà là sự thật. Tất cả những ai làm trái tôi cuối cùng cũng sẽ đi qua cây cầu đó. Nói vậy, đây có phải là như một sự cảnh cáo dành cho tôi không? Một phụ nữ thông minh, em nên biết rằng lời nói của tôi không bao giờ được làm trái ý. Mình đã dần dần cảm giác được thân phận của anh ta rồi. Và ban ngày anh ta là một nhân vật mà chỉ cần dậm chân là có thể lập trúng động cho tới giới tài chính. Nhưng trong đêm tối anh ta lại là một quân chủ phát sát phạt quyết đoán trong thế giới xã hội đen. Anh ta tuyệt đối không phải là một con người lương thiện, có lẽ phía sau lưng còn có một con đường trải đầy máu nữa, còn bây giờ anh ta lại muốn trói chặt mình ở bên người anh ta. Tôi cũng muốn cảnh cáo anh. Em cảnh cáo tôi? Em sao? Em nghe, anh nghe cho kỹ đi, tôi cũng không phải là tiểu bạch hoa bị hù dọa phát là sẽ nghe lời. Cũng không phải anh cứ có tiền có quyền là anh sẽ gắn bó với những cô gái tôn thờ tiền bạc của anh. Chưa hết, tuổi của anh quá lớn, tính tình lại xấu. Động một chút liền nói giận, còn thua lỗ với tôi nữa, cho nên anh dựa vào cái gì mà lại muốn cùng tôi? Em dám ghét bỏ tôi? Ủa alo, anh uy hiếp tôi mà vì cái gì tôi lại không thể ghét bỏ anh? Tôi cảnh cáo anh sau này không được phép đối xử với tôi như vậy nữa. Thôi bỏ đi, không nói nữa, tôi đi về làm việc của tôi đây. Cố Rùng bên kia gần như là xong rồi đó, anh có thể chuyển hắn cho cảnh sát nhưng đừng vì tôi mà giết người. Em quên, em đã là nhân viên của tôi rồi sao? Ha, tôi quên mất tiêu luôn á, hiện tại anh là ông chủ của tôi mà. Thật xin lỗi, tôi muốn từ chức không làm nữa. Em muốn từ chức? Phải, không được hả? Thư ký không có ở đây. Gì? Tôi nói thư ký không có ở đây nên không có ai xử lý đơn từ chức của em đâu. Vậy khi nào thư ký trở về? Không biết. Đừng nói thanh niên này vì muốn ngăn cản mình từ chức mà đã đem thư ký đi lưu đày rồi chứ đó. Đồ cái thứ bị ấu trĩ mà. Thôi bỏ đi, chuyện từ chức nó sau đi. Em đi đâu? Đi đâu hỏi làm gì, tôi có việc riêng cần phải xử lý. Em đã đồng ý sống chung với anh rồi mà. Thì ai nói gì đâu, tôi đã đồng ý thì tôi sẽ làm được. Nhưng trước khi đến tôi cần phải xử lý xong chuyện của mình đã, được chưa? Tối tôi sẽ trở về đó. Nếu em dám lừa tôi sẽ không buông tha cho em đâu. Để lại những lời nói tàn nhẫn như anh ta trông có vẻ lo lắng nhỉ. Nhưng có đôi khi anh ta cũng để lộ sự đáng yêu của như một đứa trẻ vậy. Hello, Sương Nhi, tôi đang đến thành phố S đây. Trời ơi, thanh niên này thế này, nhưng lại đuổi đến tận đây luôn sao? Alo. Cô Vân, tôi là Hi Vi Hằng đây.
Các chị phải trở, sao mấy cái người phiền tới này đều đến đông đủ hết vậy nè? Ha, là hiến viên tiên sinh hả? Cô còn nhớ tôi sao? Đương nhiên rồi, hiến viên tiên sinh là người mà tôi không bao giờ quên được. Có thật không, cô Vân cũng làm cho người ta thập phần khó quên đi. Tôi đã xem qua ảnh chụp trước kia của cô, so với bây giờ cứ như hai người khác vậy. À, tại tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ á, cũng không tệ lắm đúng không? Thật là như vậy sao? Thôi bỏ đi, cô Vân không muốn nói tỉ mỉ cũng được à, đúng rồi. Cô còn nhớ Tô Dung không? Tôi đương nhiên là nhớ chứ. Tôi nghe nói rằng cô Vân đã đột phá vòng bay với kỹ năng cực cao của mình trước mặt bao nhiêu người. Đây có phải là sự thật không? Nghe nói có vẻ giống như một đặc vụ, thân phận thực sự của cô Vân là gì vậy? Tướng mạo cũng phù hợp nhưng thân thủ lại cao siêu. Cô Vân thần bí như vậy cố ý tiếp cận Vạn Hậu Kim rốt cuộc là vì cái gì? Cô có muốn hẹn tôi đến một nơi nào đó để nói chuyện chút không? Bằng không tôi sẽ đem tất cả đều nói cho Vạn Hậu Kim nghe. Cô cười cái gì? Tôi cố ý tiếp cận Vạn Hậu Kim, tôi là đặc vụ á. Ha, nếu như anh thật sự nghĩ như vậy thì anh đi nói với anh ta đi, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không có nói giỡn, ngoại trừ cái này ra tôi còn biết cái tin tức của dì Thanh. Sao, giờ có chịu ra mặt gặp tôi không? Dì Thanh sao? Anh nói có tin tức của dì Thanh là thiệt hay giả vậy? Muốn biết nó là gì thì 2 giờ sau quán cà phê Đỉnh Thiên trên đường Tây Hương gặp nhau. Ai đợi đã, muốn cùng mình ta gặp mặt riêng sao? Tên này thật đúng là không có, là có ý đồ gì xấu đều ghi hết lên trên mặt mà. Mặc kệ như thế nào vẫn là về công ty thu dọn đồ đạc trước ấy đã, dù sao vốn cũng đã hạ quyết tâm muốn tổ chức rồi mà. Tòa nhà báo xã. Nghe mấy lão tổng cứ báo xã kia về kể lại cú sùng minh bị cô chỉnh hả? Nào là còn leo lên được một tổng tài xế ca nữa. Tin đồn sao có thể phóng đại như vậy? Nếu một ngày nào đó cú sùng minh bị bắt thì chí đó, đó chỉ là do anh ta phạm pháp chứ không liên quan gì đến tôi cả. Vậy cô đang làm gì vậy? Tôi tưởng sau khi xử lý xong cố sùng minh, cô muốn từ chức để làm phu nhân chứ. Gần đây gặp phải quá nhiều chuyện phiền muộn, tôi muốn từ chức để thay đổi hoàn cảnh. Chuyện này cũng không liên quan gì đến cố sùng minh hay tổng tài xế ca gì cả. Hừ, đã đi công tác rồi còn phẫu thuật thẩm mỹ nữa, thì dù thay đổi thành gương mặt đẹp thì sao chứ? Với bộ dạng nghèo hèn đó thì có xế ca nào thèm quan trọng của ta không? Chị, đừng nói lý với chị ta nữa. Sương Nhi, cô ở đây sao? Đang thu dọn đồ đạc hả? Để tôi tới giúp cô nha. Không cần, đã dọn xong rồi, sao anh lại tới đây? Tôi không phải đã nhắn tin cho cô rồi sao? Vậy thì cũng không thể mà đến nhanh như vậy được chứ. Chúng ta đi trước đi, ra ngoài nói chuyện tỉ mỉ kia càng hơn. Tôi đi trước đây, lát quay lại chúng ta nói chuyện sau nha. Các người đi đi. Vậy thế nào, xá ca như vậy đã đủ chưa? Cha của anh bị bệnh thế nào rồi? Sao anh không dành thời gian cho máy nhiều hơn? Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ tái phát không đáng trở ngại. Hay là bên này của cô quan trọng hơn? Tiếp theo cô tính đi đâu để tôi đi với cô? Chẳng lẽ anh ta tính ra được là hiến viên hẳn muốn gặp mình cho nên mới đặc biệt đến đây? Làm sao vậy? Không có việc gì, cảm ơn anh. Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì đừng gọi tôi bằng cái tên đầy đủ của tôi nữa, mà hãy gọi tôi là Kim thôi được không? Vậy thì tôi không có quen cho lắm. Vậy đi, tôi sẽ chỉ gọi anh là Vạn Hầu thôi. Hai chữ tiên sinh kia tôi bỏ đi. Anh xem có được không? Đỉnh Thiên Coffee. Hiên viên tiên sinh, tôi tới rồi. Tập đoàn Bilus. Kẻ ám sát trước đó đã được tìm thấy, và người đứng sau vụ việc là chú của anh, Andrew Bilus. Suy đoán lúc trước của anh quả nhiên không sai, hắn cùng Lạp Mỹ Tây cũng có quan hệ. Việc chúng ta xác định lần này, lần làm ăn này là lựa chọn chính xác. Còn có một việc nữa, tôi vừa mới nhận được tin báo, Vân Lưu Sư Tử Thư hiện tại đang cùng bạn Hậu Khiêm ở bên nhau. Chuyện quan trọng như vậy sao không nói trước? Em xin lỗi. Bạn Hầu Kim đã thiếu gia được nuôi chịu từ bé như cậu mà cũng có một ngày làm cu ly cho người ta sao? Vô luận như thế nào có thể khiến cho mỹ nhân cười trong một tiếng cũng là tốt rồi. Thôi nào, thả nó xuống dưới trước đã. Phục vụ cho thêm 2 ly cà phê nữa. Hiên viên tiên sinh, anh thấy bạn Hầu anh ấy vì muốn làm anh cười một tiếng mà hy sinh hình tượng như thế. Ý cô là mỹ nhân có nghĩa là tôi đó hả? Đúng, nếu luận về nhan sắc và ngoại hình thì tôi chắc chắn không bằng hiên viên tiên sinh rồi. Được rồi, không đùa nữa, đồ vật mà anh nói với tôi trước kia, bây giờ có thể trả cho tôi được chưa? Trả cho cô cũng không phải không được, nhưng mà... Tôi có việc cần tìm vị Vạn Hầu đại thiếu gia này hỗ trợ, nhưng ba mời bốn mọc cũng không mời được. Quả nhiên vẫn là mị lực của phụ nữ luôn lớn hơn một chút. Mặc dù tôi không biết là thứ gì, nhưng mà anh vẫn nên là trả cô ấy đi, bằng không? Tiểu gia hỏa này mà sốt ruột thực sự sẽ làm loạn lên, móng vuốt của cô ấy rất là sắc bén đấy. Chuyện của gia đình anh, có lẽ tôi có thể đi xem giúp qua. Thỏa thuận. Cảm ơn. Mình dường như nợ anh ta càng ngày càng nhiều nhân tình. Em ở chỗ này làm gì?
Gì vậy trời, cái bệnh giấm chua này sao tự nhiên tới đây chi? Hóa ra là Mặt tiên sinh, chỉ là một cửa hàng nhỏ làm sao có thể để cho anh Hạo thân mình đến đây. À chờ đã, anh nghe tôi nói cái đã. Kỳ thật là sự việc là... Nói chứ ai mà tới tìm mình phóng chờ ta đều muốn đánh nhau với người đó. Cách bảo toàn duy nhất là... Thật ra là bạn Hầu tiên sinh hiện bị mỹ nhân này gặp mặt. Bà đến một mình thì ngại quá cho nên tôi mới tới giật dây giúp bọn họ mà. Cô... Đúng rồi, chẳng lẽ cô chính là người nhiều lần chạy trốn khỏi tay Mặt xanh, sau đó còn làm cho anh ta nhớ mãi không quên đi sao? Đi theo tôi. Đợi đã, cái thùng xét của tôi. Mặt xanh, anh không phải là em mờ đó chứ. Người khác càng ngược anh càng không quên được người ta đúng không? Chồng, ông cũng đừng tài lanh mà khiêu khích anh ta chứ. Em mờ. Không đúng, không đúng, anh đừng nghe anh ta nói bậy. Em mờ là cái gì? Được rồi, chúng ta đi thôi. Mặt xanh, ba ngày sau đấu giá tự thiện tôi ở hội trường chờ đợi anh đại giá Hoàng Lâm. Tôi nhất định sẽ đi. Mặt xanh, anh mang mạng khắc vợ, bộ không sợ bị Vân tiểu thư nũng nịu này khắc chết sao? Vãn hậu tiên sinh, nếu anh tính vẽ chứng như vậy chi bằng giúp tôi tính một vẽ cho vị mỹ nhân này đi. Tôi thấy anh ta mới chính là một ngôi sao chết, xui xẻo tám kiếp thì có. Chúng ta đi. Kẻ đó thật khó chịu, quyền rủa ai chết chứ, anh ta mới là kẻ khắc phụ, khắc mẫu, khắc cả nhà. Cảm ơn. Hả? Sau này đừng gặp hai người này nữa. Ồ, vẫn là tính khí thối đũa đó mà. Nhưng không hiểu sao ở bên cạnh anh ta mình mới cảm thấy vững vàng và an toàn. Còn cái tên Vạn Hậu Kim kia tuy rằng đối với mình rất tốt, nhưng luôn làm cho mình mơ hồ bất an. Như thể anh ta đang che giấu điều gì đó vậy. Ê da, cái gì vậy? Lưu sư, thật sự rất cảm ơn em. Hiên Viên Hằng nói không sai. Anh đã cắt chết tất cả các anh chị em của anh, em có sợ không? Anh tin vào số mệnh sao? Không tin. À, vậy thì không phải là kết thúc nè. Ai tin vào số mệnh thì cứ để họ theo số mệnh đi, còn chúng ta có cách sống của riêng mình. Lúc trước cậu tìm tôi hỗ trợ sao lại không nói rõ quan hệ giữa cô ấy và Mặt xanh? Nhiệm vụ thừa kế của Mặt xanh là lật đổ tập đoàn Hiên Viên kế ngự cho anh biết tận thân phận này, để anh bắt được Xuân Nhi làm lợi thế hả? Cậu quý người phụ nữ... quý này đến như vậy sao? Nhưng cô ấy đã đi với một người đàn ông khác rồi. Nó là của tôi, nó luôn luôn là của tôi. Còn nữa, chuyện của anh tôi không giúp được. Cậu chơi tôi. Không phải chơi anh, mặc dù số mệnh của Mặt xanh rất kỳ quặc nhưng lại có hung sát tinh phù hộ. Tôi khuyên anh nên tránh cái mũi nhọn này đi, đây cũng là muốn tốt cho anh thôi. Văn phòng Mặt xanh, đó là tất cả những gì cô muốn phải không? Không sai, cảm ơn anh Một Thanh Ly. Chút lòng thành thôi mà. Đây là muốn làm gì đây? Vì sao ý thác Một Thanh Ly lại không nói với anh? Các người cứ từ từ nói chuyện nha, tôi đi trước đây. Nói cho anh biết nó có ích lợi gì không? Anh có biết vấn nợ anh không? Anh có biết số son môi không? Đừng giận, tới tôi sẽ đưa anh ra ngoài chơi he. Em muốn làm gì? Đến lúc đó anh sẽ biết, chỉ là một trò chơi thư giãn, coi như là nhớ lại thời thơ ấu đi. Thơ ấu? Thời thơ ấu bị cha ruột ép uống thuốc độc. Thời thơ ấu bị tra tấn liên tục ba anh chị em. Đâu có cái gì gọi là hồi ức đẹp đâu. Nhưng mà thời thơ ấu mình có mẹ, có lẽ mẹ là người duy nhất đưa mình đi chơi. Việc giám sát đã kết thúc rồi à? Ừ. Đây là nhà hàng Lãng Minh phải không? Ừ, cũng thiếu chút nữa là nhà của tôi rồi. Hôm nay tôi tới chính là vì muốn đòi lại công đạo cho mình. Cúp điện sao? Sao lại thế này, cửa mở. Ai kia đó? À! Là Vân Lưu Sương phải không? Tôi đã thấy cô rồi, đừng giả vờ giả thần đó. Đừng giả vờ giả thần giả quỷ với tôi nữa. Cô tới đây làm gì? Anh yến cái gì muốn giết tôi? Ha ha, cô lừa ai vậy? Tôi biết hôm nay cô vẫn còn xuất hiện ở công ty, cô căn bản không chết. Tiện nhân kia đừng mơ mà làm cho tôi sợ. Như thế nào, như thế nào? Đừng nói là cô quỷ đó chứ. Anh vì cái gì không buông tha tôi? Cô từng là vợ sắp cưới của anh. Tôi từng là vợ sắp cưới của anh. Tôi từng nghĩ rằng anh chính là người mà kiếp này tôi sẽ gửi gắm. Và anh thì sao? Không chỉ phản bội tôi mà còn tìm người tới hại tôi. Tại sao chứ? Tại sao? Cô đừng lại đây. Tôi không còn cách nào cả. Hắn đã cho tôi tiền, cho tôi rất nhiều tiền. Ai? Là anh đã cho anh tiền để tới giết tôi. Bạch Tương Diệp, tôi chỉ biết cái tên này thôi chứ không biết gì thêm nữa. À!
Bạch Tương Diệp. Thuê bao quý khách vừa gọi không có thực. Là một người cẩn thận đấy. Nếu muốn khóc thì hãy khóc thật to lên đi. Tôi không muốn khóc, anh ta không xứng. Từ ngày mai trở đi, cũng chưa phép em nhớ hắn nữa, không cho phép em vì hắn thương tâm khổ sở nữa, bằng không anh sẽ trừng phạt em. Tôi mới không thèm vì anh ta mà thương tâm, tôi chỉ buồn vì ngày xưa tôi quá mù quáng. Có lẽ nhờ đã trải qua cái miệng lưỡi trơn tru kia của Hà Lãng Minh mà tôi mới càng có thể hiểu được cái tên vụng về này hơn. Mặc dù anh ta nói chuyện có chút sự ưỡn trân, nhưng sự dịu dàng ẩn sau đó tôi cũng có thể cảm nhận được. Thế nào, đêm nay đi chơi có vui không? Có phải là cũng nên trả cho tôi một ít phí diễn xuất hay không? Muốn bao nhiêu tiền? Thế nhưng anh còn nghiêm túc hỏi nữa hả? Anh không sợ tôi là một người phụ nữ hám xào tới đùa gạt tiền của anh sao? Em muốn bao nhiêu anh cũng có thể che tiêu hết, thì anh còn có thể thiết kiếm tiếp mà. Anh chỉ muốn em là một người không quan tâm em muốn gì từ anh. Huống gì là người, huống gì cả, người em đều là của anh. Anh đem tiền từ nơi này chuyển đến nơi đó thì có quan hệ gì đâu. Hoa, à, thật sự là thổ hào đến lên tiếng rồi. Vậy anh tặng tôi căn nhà đi. Đừng để cho người khác biết em có thuộc ẩn thân. Mẹ anh cũng có năng lực đặc biệt, nhưng sau khi bị người khác biết, bà ấy sống rất bi thảm. Mẹ của anh đã xảy ra chuyện gì sao? Anh sẽ giúp em tìm ra người tên Bạch Tương Diệp này. Chỉ khi nhắc đến mẹ, anh ta mới lộ rõ vẻ mặt đó. Đó hẳn là người quan trọng nhất đối với Mặt Xanh. Tự nhiên dì Thanh đối với mình vậy. Cuối cùng đây cũng không phải là manh mối gì, mà là thứ mà dì Thanh muốn để lại cho tôi trong những năm trước. Mệnh hộ tộc của cô sẽ gặp nhiều gian nan, hãy mang theo thứ này để phòng ngừa bất trắc. Đây là cái gì? Đây là một loại linh dược mà gia tộc ta đã lưu lại, có thể chữa được hầu hết các loại độc trên thế giới này. Đây là đồ di truyền của dì Thanh, quá quý trọng, con không thể nhận được. Kết quả dì ấy vẫn để nó lại cho tôi, nhưng lại không để lại cho tôi một chút dấu vết nào của dì ấy cả. Vâng, tiểu thư, mời cô đi theo quần áo, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tôi theo quần áo đi đến hội đấu giá? Đúng vậy, lễ phục của cô đã chuẩn bị xong rồi, xin hãy đi theo tôi. Mặc dù tôi biết anh ấy sẽ đến tham gia hội đấu giá, nhưng anh ấy muốn đưa tôi đi nữa sao? Bây giờ chúng ta có chắc chắn về mối quan hệ không? Trước khi Hà Lãng Minh chưa bao giờ mời tôi đưa tôi đến tham dự các bữa tiệc tối, này vẫn là lần đầu tiên của tôi. Tôi kể đi, đưa chị đi ai sợ ai chứ? Tôi nói trước kia nhà tôi như kiểu đồ. Tôi nói trước nha, tôi sợ như kiểu đồ. Nhà quê chưa hiểu chuyện đời vậy, đến lúc đó nếu tôi có lỡ không hiểu quy tắc làm mất mặt ai đó thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Không sao, người của anh không cần phải tuân thủ theo quy tắc của người khác. Đi thôi. Anh ấy luôn có thể cho tôi cảm giác an toàn như thế này. Anh họ không nghĩ tới hôm nay anh cũng sẽ thật sự đến đây. Tay mong so lạc tư. Ủa, không phải nói là không có ai thân thích họ hàng mà, sao từ đâu chui ra thằng em họ vậy? Cô chính là Vân Tử Đường phải không? Tôi là Tây Mông Sao Lạc Tư, hay còn gọi là Simon Villas, rất vui được quen biết cô. Né hắn ra một chút đi. Tôi có thể hỏi cái này được không? Anh với Simon kia có thù hận gì à? Không có thù hận gì cả. Bắt được hắn rồi. Cậu ta chỉ hận là không thể làm cho tôi chết mà thôi. Xem ra vấn đề gia đình còn rất phức tạp. Anh họ này của cậu quá nhiên không để chút mặt mũi nào cho cậu luôn hả? Nếu anh ta mà cho tôi chút mặt mũi thì tôi càng phải lo không biết liệu còn sống được bao lâu nữa đây. Hiền viên tiên sinh tổ chức trận đấu giá này chính là vì muốn đối phó với anh ta sao? Anh chuẩn bị cho anh ta món quà gì vậy? Đệ nhất sát thủ thế giới có đủ hay không? Xin chào hai vị. Không ngờ vì đệ nhất kim cương Vương Lão Ngũ Kim đại tổng tài tức mong luôn. Luôn cô độc vậy mà hôm nay đã có một người nữ đồng hành bên cạnh thế kia. Tức mong là nó mặt xanh sao? Còn nữa, sao nhìn người phụ nữ này có chút quen mắt? Nè em gái, em làm cách nào mà có thể dụ được vị Đức Mông tiên sinh này mang theo em đi bên người vậy? Nói cho chị nghe chút biết coi, chị cũng muốn học hỏi để đi tìm một người đàn ông tốt như vậy. Đúng rồi, chị ta là Kha Tịch Nhan, con gái duy nhất của vua Thuyền Châu Á. Một người nào đó của Thanh Phong Nhật Báo đã xã để thực hiện một cuộc phỏng vấn với cô ấy. Đức Mông tiên sinh có phải là một tuyệt thế hảo nam nhân có tiếng không? Không giống như
Như những kẻ bất đại vô dụng kia, Tức Mông tiên sinh không chỉ có một tập đèn Velux khổng lồ mà lại còn không có bất kỳ scandal nào cả. Đây chẳng lẽ không phải là một thiệt trái hảo nam nhân sao? Thanh niên này hôm nay ngoan ngoãn như vậy sao? Tôi còn tưởng là Đức Mông tới đây một chút. Ế, đừng đi chứ. Thôi bỏ đi, hiếm khi đến nơi xa hoa như vậy ăn một cái cho nó đã cái bụng cái đã. Để tôi cảm giúp cô, không biết có hợp khẩu vị của cô hay không nữa. Cảm ơn. Tôi biết cô vẫn luôn trốn thoát khỏi mặt, muốn thoát khỏi mặt xanh, để tôi giúp cô. Anh họ của tôi thật đúng là không có tinh tế gì cả, nghĩ sao lại để một mỹ nhân đứng một mình ngay tại chỗ này kia chứ. Cái này anh nói đúng nè. Tôi biết cô đã chạy trốn khỏi người anh ta hai lần rồi, cũng thật là ghê gớm đấy. Bây giờ có vẻ như cô vẫn còn thành công, nhưng thật đáng thương. Anh họ của tôi đã tự tay giết chết tất cả anh chị em của mình. Tôi mà không có cha tôi che chở chắc tôi cũng đã chết từ 8 kiếp rồi. Cho nên mau chạy đi lẹ đi cô gái xinh đẹp à, tôi sẽ giúp cô đạt thành ý nguyện. Đợi đã, tôi còn chưa nói. Anh họ à, người phụ nữ xinh đẹp này của anh muốn em hôn lên môi cô ấy. Thật tình em không thể từ chối được, em sẽ làm theo, anh sẽ không để ý chứ. So với anh thì có vẻ cô ấy thích em hơn đấy. Cô nói xem có phải không Vân tiểu thư? Anh đang giúp tôi chạy thoát hay là đang muốn ném tôi vào nồi vậy? Mau thu hồi cái tay của cậu lại. Nhà đầu kia nào dễ đối phó như vậy chứ, tiểu tử xe bên kia nghĩ đơn giản quá rồi. Cô lại thuốc phù nữa không biết xấu hổ, tôi có lòng tốt muốn giúp cô thế nhưng cô lại đối với tôi như vậy. Tôi chọn cuộc sống của chính mình như thế nào là việc của tôi không cần anh phải xáo vào tốt bụng. Và tôi ghét người khác chạm vào tôi khi không có sự cho phép của tôi. Và tôi càng ghét sự vu khống người khác. Nếu anh mà còn tiếp cận tôi nữa. Thôi được rồi, cô hãy chờ xem. Sớm muộn gì cô cũng bị Đức Mông đùa đến chết. Tôi... À đủ rồi. Anh sẽ giúp em giáo huấn Simon chứ không phải là bây giờ. Anh muốn xem hắn hấp hối dễ dụa trước công chúng. Hơi thở này quá gần. Tôi biết rồi, anh muốn xử trí anh ta như thế nào thì tùy anh, chỉ là đừng kéo tôi vào là được. Đúng rồi, tôi nhớ anh nói tập đèn Soi Lạc Tư thuộc về Hải Văn Soi Lạc Tư, nhưng tôi nghe nói họ gọi anh là Đức Mông, vậy Hải Văn đó là ai? Hải Văn là cha của tôi. Vậy bây giờ tập đèn Soi Lạc Tư là của cha anh sao? Ông ấy vẫn còn sống hả? Ông ấy sống như muốn chết, nhưng tôi sẽ không để ông ấy làm như vậy. Chuyện gì vậy nhỉ? Giống như mình vừa hỏi thăm một chuyện gì đó không được bình thường thì phải. Đức Mông hay còn gọi là Demon, có nghĩa là ma quỷ, là tên mà cha anh đã đặt cho anh. Làm thế nào mà một người cha lại có thể đặt cho con mình một cái tên như vậy nhỉ? Này đó này là tràn ngập căm hận. Thôi bỏ đi, thoạt nhìn tình hình nhà anh ta có vẻ phức tạp, lại nguy hiểm, vẫn là đừng hỏi nữa. Đúng rồi, anh bị cái gì muốn tới tham gia hội đấu giá? Anh với Hiên Viên Hằng chẳng phải là đang đối đầu nhau sao? Nhưng đây là Hồng Môn Yến mà. Bởi vì ở đây có một món đồ mà lúc sinh thời mẹ của anh cực kỳ thích. Hắn là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá này cho nên bằng mọi giá anh phải đấu cho bằng được. Vật phẩm cuối cùng hả? Vậy chẳng phải sẽ đợi rất lâu sao? Vậy thì anh cũng phải ăn chút gì đó cho lót bụng đi chứ. Anh không ăn. Hả? Tại sao? Anh không muốn ăn bất cứ thứ gì khi đã bị người ta ở đây đụng qua. Nó quá bẩn. Cái tên chết thối ở sạch này. Đã bắt đầu cáu kỉnh rồi. Anh ăn một chút đi. Tôi kiểm tra thấy món thịt này còn rất mới. Chưa có ai đụng qua đâu. Nếu để bụng đói dạ dày sẽ không chịu nổi. Con không ăn, đói chết thì đã sao chứ, dù gì thì ai cũng muốn con chết mà. Nhưng mẹ không phải trong số những người mà con nói, mẹ luôn hy vọng con có thể khỏe mạnh và mau lớn. Như vậy mới đúng nè. Nếu anh thích ăn cái đó thì tôi sẽ lấy cho anh nhiều một chút. Lưu Sương Vân. Xin mời quý vị và các bạn di chuyển đến sảnh đấu giá để ổn định chỗ ngồi. Bây giờ hội đấu giá xin được bắt đầu, chúng ta hãy nhìn vật phẩm đầu tiên của ngày hôm nay. 10 vạn, 12 vạn. Thật sự là chỉ mong ngóng cái vật phẩm cuối cùng thôi, chứ những vật phẩm trước mướn tôi cũng không thèm nhìn. Vật phẩm tiếp theo là một chiếc vòng tay dương kim bạch ngọc. Trời ơi đẹp quá, tôi cũng muốn có một chiếc vòng tay như ngọc như vậy. 70 vạn, 80 vạn. Nói chung cả đời này tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. 150 vạn. Ê, anh đang làm gì vậy? Em muốn nói mà. Tôi không nói tôi muốn. Chưa thèm thuồng điều khác lên trên mặt của em được kìa. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy để trả anh đâu. Anh đâu kia em trả lại. Hơn nữa chẳng phải lần trước em còn tìm anh đòi nhà sao? Tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Anh đã mua nhà xong rồi, lần sau sẽ dắt em đi xem. Cái gì? Như vậy vật phẩm đấu giá này sẽ thuộc về mặt xanh tiên sinh. Và sau đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng.
Đây là một khối ngọc bài điền ngọc bích, là một món đồ cổ rất trân quý được lưu truyền cho tới nay, giá khởi điểm là 10 vạn. Đây là đồ vật mà anh muốn đây sao? Phải. Cậu chính vì cái này mà tới, nhưng đáng tiếc cậu lấy được nhưng lại không chiếm được. Sao tự nhiên tắt điện vậy? Cúp điện hả? Có nguy hiểm. À, có người nổ súng. Có ăn cướp, cứu mạng, giết người. Nằm yên một chỗ, đừng nhúc nhích, anh sẽ bảo vệ em. Anh đợi đã. Tiểu thư, sát thủ là đang nhắm đến thiếu chủ. Nếu ngài ở bên cạnh cô sợ liên lụy đến cô, xin hãy đi theo chúng tôi. Nhưng mà... Có người đang trộm ngọc bài kìa. Đây là món đồ rất quan trọng đối với mặt xanh. Anh ấy vì nó mà mạo hiểm đến đây, nên không thể cứ như thế mà về thôi không được. Thị lực của mình vào ban đêm tốt hơn rất nhiều so với những người bình thường. Đây là lúc phải sử dụng nó rồi. Vâng tiểu thư, sao mình lại bị hoa mắt rồi? Xem ra không thể thức đêm quá nhiều rồi. Người nào hẳn là đã chạy đến bên này, nhưng nó đi đâu rồi? Không nghĩ tới lại là một đồng loại nhỏ. Sao lại thế này? Có người phá thuộc ấn thân của mình sao? Cô bị cái này mà truy đến đây sao? Muốn thì cho này, thứ này đối với tôi cũng có tác dụng, coi như là lễ gặp mặt. Em gái, sau một thời gian nữa sẽ tìm em để ôn chuyện. Sắp tin sắp đuổi tới, tôi phải chạy trước đây. Phải mau cứ cọc bài, không thể đánh mất nó được. Thân là tộc hồ ly bạc cao quý nhất trong tộc hồ ly của chúng ta. Nhưng ngươi thật đúng là vô dụng đến cực điểm. Tộc hồ ly của ta, chẳng lẽ cô ta là tộc nhân của tôi sao? Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cẩn thận hai tên mặt xanh của bạn Hồ Kim. Ơ này, đợi đã. Hồ tộc, đồng lại của tôi sao? Như vậy tôi không phải là hồ tộc duy nhất trên đời này sao? Tôi không phải là người cô đơn nữa rồi. Sao em lại ở đây? Sao em không ở bên cạnh ám nhỉ? Em có bị thương hay không? Tôi không sao cả, còn anh thế nào? Còn người vừa mới chạy qua đâu rồi? Không, tôi đâu có thấy ai chạy qua đâu. Sao tôi lại đi nói dối anh ta chứ? Nhưng nghĩ đến đồng bào cuối cùng của mình thì tôi... Rõ ràng khi vừa chạy đến em đã nhìn thấy một người nhảy qua khỏi cửa sổ trước mặt em. Anh sẵn anh thuận miệng hỏi, thế nhưng em đã dối gạt anh. Không, tôi... Sao em có thể cùng lưu luyến hợp nhau để lừa gạt anh chứ? Lưu tuyết... Tôi vốn tưởng đặng họ của các người chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Như vậy xem ra các người quả nhiên đã sớm quen biết nhau rồi. Không, anh hiểu lầm rồi, hôm nay đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. Chưa từng nghe qua sao? Chưa từng nghe qua vậy thì cái gì phải bao che cho cô ta? Vì cái gì phải vì cô ta mà gạt tôi? Tôi không thể nói cho anh ta biết chuyện tôi là hồ ly, càng không thể để cho anh ta biết có sự tồn tại của tộc hồ ly được. Thôi bỏ đi, anh không tin thì tùy anh vậy. Mặc dù tôi đã bị mất đi món đồ vật quan trọng như vậy, nhưng tôi là quan tâm đến sự an nguy của em trước, vậy mà em lại đối với tôi như thế. Tiêu chủ, người không sao chứ? Đưa quấy đi. Cái này... Anh không hề tin tưởng tôi sao? Em buông. Tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên lưu tiết này và cũng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào hợp mưu tính kế anh cả. Tôi giấu giếm anh một phần cũng là có vì có lý do. Anh không có gì để nói sao? Tôi đã nói tất cả những gì cần nói và không còn gì để nói nữa. Mất công tôi đã giúp anh đi đoạt lại ngọc bài, vậy mà anh lại không tin tưởng tôi. Em có biết tôi ghét nhất trên đời này chính là kẻ phản bội không? Nếu em không có gì để nói nữa thì... Thì sao? Anh muốn thế nào? Em... Tôi cho em một ngày thời gian để suy nghĩ đó. Mình có nên đem ngọc bài của mẹ anh ta giao cho anh ta hay không? Nhưng không đúng thời điểm rồi. Ê da, tôi còn sợ là cô bị đánh nữa đấy. Xem ra là cô không sao cả. Đang bực, đừng để ý đến tôi. Tôi biết hai người đang có hiểu lầm, nhưng tính ra mặt xanh rất tin tưởng cô đấy. Nếu không thì cô đã không đứng đây mà được bình yên vô sự như thế này đâu. Khi còn nhỏ cậu ta đã trải qua rất nhiều sự phản bội, nghiêm trọng nhất là lần cậu ta 18 tuổi. Kể từ lúc đó, kẻ nào mà phản bội cậu ta đều hận đến tận xương tủy. Cô vẫn là không nên giận cậu ta làm gì. Người ta muốn biết sự thật thì cứ nói cho người ta biết đi. Tranh cứu vãn khi sự việc còn chưa đi quá xa. Đó là phần mộ của mẹ cậu ta đấy. Trong lòng của thanh niên đó bây giờ chắc là đang rất là loạn. Chuyện liên quan đến mẹ cậu ta chính là nghịch lân của cậu ta, nên khối ngọc bài kia đối với cậu ta thực sự rất quan trọng. Tôi cũng có nghịch lân mà, đối với anh ta mà nói thì mẹ là quan trọng nhất, nhưng còn đối với tôi thì lại là hồ tộc. Là mày sao? Mày lần trước, bây giờ trở về lại đây có phải là tự chui đầu vào lưới hay không?
Còn dám nhắc chuyện lần trước hả? Xem tôi cạo rách quần anh nè. Xem ra mày vẫn không thay đổi chút nào cả. Lại gây sự nữa rồi, có tin là tao đem mày đi lột da rồi bỏ lột vô nồi nấu hay không à? Tao bỏ đi mặc kệ là mày hay là cô ấy thì cũng đều không sợ tao gì cả. Mày biết không, từ ngày tao sinh ra đã bị gia tộc Vạn Hậu phê mệnh nói tao sẽ khắc chết người thân. Nhưng cũng có nói tao có hung sát tinh chiếu cao, nhất định có thể đứng ở đỉnh của quyền lực và tài phú. Cha của tao ngay từ ban đầu đã muốn giết tao, nhưng bị mẹ tao ngăn cản, sau đó quyết định lợi dụng tao. Ông ta cho tao uống độc dược với ý đồ dùng chất độc để khống chế tao, nhưng ông không biết rằng tao sinh ra lại được miễn dịch với hầu hết các chất độc. Cha kiểu quái quỷ gì vậy trời? Vì vậy mà tao mới làm theo ý ông ta, giả vờ như chính mình đang bị ông ta khống chế, trở thành thanh kiếm sắc bén trong tay ông ta, giúp ông ta đẩy sự nghiệp lên đỉnh cao. Rồi sau đó ta đã để cho ông ta nếm trải mùi vị rớt từ trên mây xuống. Tôi đã hiểu tại sao anh chàng này lại khó chịu như vậy rồi. Từ khi còn nhỏ đã biết ẩn nấp trong bóng tối như sói, chờ đợi thời cơ tuyệt vời để hành động. Đây hoàn toàn là một đứa trẻ bị môi trường xung quanh bức cho bị điên đấy mà. Đời này của tao thực sự muốn rất ít, rất ít. Nhưng dường như mọi thứ tao muốn ông trời đều sẽ từ từ lấy đi. Người thân duy nhất yêu thương tao khi còn nhỏ là mẹ. Nhưng bây giờ bà ấy vì phá đi vận mệnh thiên sát cô tinh của tao nên đã hy sinh chính mình. Anh ấy cũng cực kỳ giống như tôi vậy, đều là người không được vận mệnh chiếu cố, mà cha mẹ tôi cũng vì sự sống của tôi mà hy sinh chính mình. Như anh ấy đáng thương hơn, anh không có một người cha đủ tư cách, cũng không có một tuổi thơ bình thường. Nhưng tao rất vô dụng, duy nguyện duy nhất của mẹ chính là muốn tao lấy lại khối ngọc bài kia để trả lại cho ông ngoại, nhưng tao lại thất bại. Lúc còn sống mẹ tao rất thích hồ ly, chính vì vậy mà lúc ấy tao rất muốn đem mày về nhà để nuôi, nhưng không nghĩ tới. Sau khi mày đại náo trong phòng tao thì viên đá quý mà mẹ tao để lại cho tao cũng đã biến mất. Mẹ tao nói viên đá quý kia sẽ tìm tới người có duyên cho tao, nhưng lại bị mày làm mất rồi. Mà không lẽ người có duyên mà mẹ tao tìm cho tao lại chính là tiểu hồ ly mày đây sao? Không thể nào. Trời đất, chẳng lẽ từ lúc đó là tôi đã gống gói chính mình cho anh ta rồi sao? Cảm ơn mày rất nhiều vì đã lắng nghe tao. Tao đã không nói chuyện với ai trong một thời gian dài như vậy rồi. Thật đúng là chỉ là giả hồ ly mà. Nghe, đêm nay giống như đã nghe được quá nhiều chuyện không nên nghe rồi. Tốt nhất ngày mai nên đem ngọc bài trả lại cho anh ta đi rồi nó hết ra. À, cứ lấp đầy cả não thế này. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Sáng sớm hôm sau. Nó nè, có lấy không? Sao nó lại ở chỗ của em vậy? Tất nhiên là tôi và những người khác hợp tác để lừa anh rồi. Có lẽ trên đó có một cơ quan nào đó muốn lấy mạng anh. Đừng nói những lời giận dỗi nữa, hãy nói cho tôi nghe rốt cuộc sao lại thế này. Tôi thấy có người trộm ngọc bài, vì thế liền ẩn thân đuổi theo vì muốn giúp anh đặt lại ngọc bài. Sau đó tôi không biết sao thuật ẩn thân của tôi lại bị mất hiệu lực. Tuy rằng đã lấy được ngọc bài nhưng người kia đã chạy mất rồi. Tôi sợ anh đuổi theo sẽ gặp nguy hiểm nên mới nói là không nhìn thấy ai cả. Tuy rằng tôi lừa anh nhưng cũng đã có ý tốt mà, không nghĩ tới là anh lại đe dọa tôi như vậy. Anh... Cảm ơn em. Thật xin lỗi vì anh đang hoài nghi em. Người ta đã mạo hiểm đi đặt ngọc bài cho anh, vậy mà anh nở lòng nào đi nghi ngờ người ta. Em đừng khóc mà. Đã vậy anh còn đe dọa người ta muốn đánh người ta nữa. Anh đâu có đánh em đâu, anh chỉ là... Tại sao anh lại không tin tôi, anh đã làm cho tôi đau lòng lắm. Bởi vì ngọc bài này rất quan trọng đối với anh, cho nên anh mới như vậy đi, anh bồi thường cho em có được không? Chờ mấy lời này từ nãy giờ luôn á. Vậy anh hứa với tôi ba điều kiện đi. Em nói đi. Thứ nhất, không có sự cho phép của tôi thì anh không được động tay động chân, bao gồm cả việc đánh tôi nữa. Anh nói là anh không... Thứ hai, không được tùy tiện hoài nghi tôi, bất luận chuyện gì cũng đều phải điều tra rõ ràng rồi mới tìm tôi tính sổ, biết chưa? Ừ. Thứ ba, tôi muốn anh sửa lại cái tính bá đạo của mình một chút và phải biết lắng nghe ý kiến của tôi. Nếu anh không đồng ý, có nghĩa là anh vẫn chưa thực sự suy ngẫm về nó. Được, anh đồng ý, nhưng em đừng có khóc nữa được không? Thu phục, ha ha. Đúng rồi, tối qua anh có nói đến Lưu Tuyết, vậy rốt cuộc đó là ai vậy? Lưu Tuyết là đệ nhất sát thủ thế giới. Sát thủ đệ nhất thế giới? Tiểu đồng bọn cùng tộc của tôi có phải là một nhân vật nguy hiểm như vậy không? Rồi cái người có thù án với nhau sao? Anh không hận cô ấy, nhưng cô ấy hận anh không thể chết đi. Rốt cuộc giữa các người đã xảy ra chuyện gì vậy? Không, đừng hỏi, không liên quan gì đến em cả. Tính tìm hiểu thêm một chút để tìm được đồng tộc của tôi, nhưng nếu đã như vậy thì... Vậy được rồi, anh bận việc của anh đi, tôi đi trước đây. Em đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài mua ít quần áo, nhưng tiện điều tra chuyện của hai người cùng tộc kia luôn. Em không cần phải cố ý ra ngoài mua đâu. Thiếu gia, thiếu gia. Cái gì? Đây là những mẫu mới nhất của năm nay mà cô xem qua à? Anh làm gì vậy?
Chỉ là mua quần áo thôi mà, em muốn thương hiệu nào thì gọi cho bọn họ để bọn họ mang đến đây cho em chọn. Cảm ơn anh nha, đúng là kẻ lắm tiền chết người mà. Thật là vất vả mới ra ngoài được mà. Rốt cuộc thì mình cũng phải bỏ ba cái điều kiện vừa mới được thiết lập lúc nãy thì anh ta mới chịu cho mình ra ngoài. Thanh niên này quá thật quá quấn người mà. Bắt đầu điều tra từ nơi tổ chức đấu giá này đi, muốn một lần nữa tìm được hai người kia sao, nó dễ hơn làm đấy. Người đẹp, anh trai có mỗi chút tiền trên phòng tổng thống, có muốn lên chơi với bọn anh không? Được thôi, không thành vấn đề, nhưng mà có một chuyện tôi muốn nói rõ ràng trước. Tôi không phải là người. Ây vô, thật là trùng hợp, anh cũng đâu phải là người đâu. Là anh sao? Tới đây với anh đi, còn có một người khác đang chờ em đó. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Giới thiệu một chút nha, anh là Lăng Hy, là tộc Hồ Ly Xanh, cô ấy tên là Lưu Tuyết, là tộc Hồ Ly Hồng. Còn em là tộc Hồ Ly Bạc đúng không? Ừ, bọn họ thực sự là người của hồ tộc sao? Vậy là trên đời này mình vẫn còn có đồng bọn rồi. Nếu chị không đoán sai thì trên đời này người của hồ tộc đại khái chỉ còn lại có ba người chúng ta mà thôi. Chỉ có chúng ta thôi sao? Phong ấn trên người em sao lại bị cởi bỏ rồi? Phong ấn trên người tôi có phong ấn sao? Đương nhiên rồi, nếu không có phong ấn huyết mạch hồ tộc của em thì em căn bản không cách nào có thể bình yên sống đến bây giờ. Chúng ta chính là bộ tộc đã bị trời phạt. Nói như vậy, quả thực dung mạo của tôi đã đẹp hơn trước rất nhiều sao? Bộ não cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Đây là dấu hiệu của việc phong ấn bị cởi bỏ đi hả? Chẳng lẽ là từ lúc đó mà đã bắt đầu bị cởi bỏ phong ấn sao? Dung mạo của em đích thực là bởi vì phong ấn bị cởi bỏ mà thay đổi, nhưng còn năng lực thì pháp lực của hộ tộc cơ hồ đó không còn bao nhiêu, ngay cả chị cũng vậy. Thậm chí còn chưa chắc có thể đấu lại được một người bình thường như Đức Mông nữa. Pháp lực của hộ tộc vì sao lại không còn bao nhiêu? Con nhỏ này sao cái gì cũng không biết hết vậy? Là bởi vì kiếp nạn đó, ngay cả bạn hầu gia cũng không phải cũng có kiếp nạn sao? Chị có quen biết bạn hầu gia sao? Các người là bạn bè hả? Chẳng lẽ thiên sư cùng hộ tộc cũng có thể hòa thuận chung sống sao? Cho dù không phải là bạn bè thì chúng ta cũng đang ở trong một sự cân bằng rất tinh tế. Hơn nữa hiện giờ pháp của bạn hầu gia tốc cũng đã bị suy giảm, làm sao có thể rảnh rỗi mà đến bắt chúng ta? Mà cho dù thực sự động thủ thì thắng bại vẫn sẽ là 50-50. Chắc tôi là người bị kìm lại rồi. Không sao đâu người đẹp, anh tới đây để bảo vệ em. Người này chẳng lẽ là... Ây da, Lưu Tuyết, xem cô ấy sợ dám kìa, dám sợ ngực tôi. Hóa ra anh là nữ à? Nói đi, sao chị lại có thể phá được thuần ấn thân của tôi vậy? Không nói cho em biết đâu. Ai kêu em chiếm tiện nghi của chị, uống công chị giao khóa ngọc bài cho em. Bảo cô đi lấy ngọc bài, cô lại làm ngược lại, chắp tay đưa lên. Lần này tôi mặc xanh kia ngay cả tiền cũng không cần phải trả, từ tập đoàn Hiên Viên cũng có thể đáng được đồ rồi. Tôi cảm thấy cũng không có gì, tại thấy em ấy muốn quá cho nên tôi mới đưa cho em ấy. Lưu Tuyết, cái này không thể trách Đảng Hy được, là tôi đã tìm chị ấy đòi mà. Tôi muốn biết giữa chị và Mặt Xanh thực sự có thù lớn đến như thế nào. Chuyện giữa chị và anh ta không liên quan gì đến em, nhưng chị khuyên em nhân lúc còn sớm hay rời khỏi anh ta đi. Tại sao, chị cũng sợ anh ta khắc mệnh sao? Hồ tộc chúng ta mới không sợ vận mệnh thiên sát cô tinh của anh ta, nhưng bản thân anh ta quá mức nguy hiểm, chị khuyên em là vì muốn tốt cho em thôi. Tôi sẽ suy xét. Được rồi, hộ tộc chỉ còn lại ba người chúng ta nên cùng chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Chỉ cần con bé này được kéo chân sau tôi là được. Phải, chị đã sát thủ số một thế giới, còn tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Em đừng để trong lòng, Lưu Tuyết nhìn đánh đạm cảm vậy chứ, nhưng rất quan tâm đến người khác. Chúng ta là di tộc cuối cùng của hộ tộc, sau này phải nâng đỡ lẫn nhau thôi. Cô ấy đã có một người đàn ông rồi, nên sẽ không có khả năng cùng chúng ta nâng đỡ lẫn nhau đâu. Hơn nữa người đàn ông này của cô ấy vẫn là người mà tôi phải nhất định đánh bại. Và tất nhiên nếu cô muốn tôi cũng có thể đi. Cô cũng có thể đi, không cần phải ở đây để bồi một khối băng lớn như tôi đâu. Tôi cùng anh ta cũng có khả năng. Bây giờ mỗi ngày anh ta đều đi dạo bụi hoa, nó không chừng đã sớm quên mất tôi rồi. Thì chị có bạn trai rồi hả? Là bạn trai cũ thôi, người đó em cũng quen đấy. Tôi cũng quen sao? À, là ai vậy? Cậu tìm tôi sao? Tôi có việc muốn hỏi cậu. Cậu hỏi đi. Làm thế nào để một người phụ nữ đang tức giận được vui vẻ lên? Thế nhưng lại có một ngày cậu sẽ hỏi tôi lại vấn đề nè. Bởi vì trong số những người tôi quen, cậu là người duy nhất suốt ngày đi dạo bụi hoa. Tôi không hỏi cậu thì hỏi ai đây? Tôi kiến nghị cậu chỉ bằng đưa cô ấy đi ra biển đi. Mấy cô gái đều rất thích ba cái thể loại lãng mạn như Titanic, I'm King of the World. Cảm thấy sao? Khi nào chúng ta sẽ động thủ xử lý Mặt Xanh? Lưu Tuyết truyền lại tin tức nói cô ấy từ bỏ đối đầu với Mặt Xanh rồi. Hiện giờ sát thủ có thể sánh ngay với Mặt Xanh. Ngoại trừ Lưu Tuyết còn có thể tìm ai đây? Nhưng mà đừng có gấp, chúng ta sẽ rất mau có cơ hội ngay thôi. Con tàu lớn Titanic sắp gặp phải tảng băng trôi của chính mình rồi.
Cái này cho em. Đây là cái gì vậy? Thoạt nhìn giống giấy thỏa thuận ly hôn vậy ta. Không, nó giống như một cái tài liệu quan trọng gì đó thì đúng hơn. Còn có cái này nữa. Rồi đã, tôi còn chưa chuẩn bị kịp gì hết mà. Trong này là... Hả? Hả hả? Bây giờ em đã vui hơn chưa? Đúng rồi, đây đều là những thứ mà mình muốn trước kia. Nhưng mà sao lại đột nhiên cho mình như vậy? Phản ứng bình thản như vậy nghĩa là cô ấy vẫn không hài lòng sao? Vậy thì đành phải. Em không vui sao? Em là người của anh. Anh không cho phép em không vui. Ai, mình giống như đã hiểu được ý của anh ta rồi. Nhưng mà cái cách diễn đạt này thực sự không phù hợp. Ha ha. Hai ngày nữa cùng anh đi du thuyền một chuyến nha. Đi làm gì? Đừng hỏi nữa, tới rồi sẽ biết thôi. Cái tên mặt xanh này, nào có ai đi mời phụ nữ vậy đâu trời. Wow, đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi một du thuyền sang trọng như vậy. Trước đây tôi chỉ thấy nó trên tivi thôi. Thường là cái cốt truyện đến vùng biển quốc tế để đánh bạc đây mà. Anh chính là tới đi đánh bạc. Không được đánh bạc, đánh bạc là việc cực kỳ xấu. Tục ngữ nói 10 lần đánh bạc là 9 lần thua, anh không thể. Điều anh muốn đánh cuộc chính là đồ gia truyền của Hiên Viên gia. Lại là Hiên Viên gia, anh thực sự là không đem nhà anh ta ra giày vò cho tan nát thì sẽ không bao giờ xong chuyện hay sao vậy? Muốn đi lên không? Đi lên á? Hay da, anh muốn làm gì vậy? Anh muốn mua sát tôi hay sao vậy? Muốn ném tôi xuống đập biển để thủy để hủy thi diệt tích hay gì? Em đừng có lộn xộn nữa. Bó tay chấm cơm. Hãy nhìn về phía trước. Bộ, anh tính bắt chước tàu Titanic á hả? Thích không? Tôi rất thích, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã dẫn tôi tới nơi này. Bình thường anh cũng hay ngồi du thuyền ra đây chơi sao? Bình thường anh thường xuyên ngồi du thuyền, nhưng không có lần nào là để ngồi đi chơi cả. Con người không phải lúc nào cũng làm việc, nên chơi cũng phải chơi. Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa anh đi công viên trò chơi để chơi nha. Ừ. Thật hiếm khi một người nghiêm túc như anh ấy là nghĩ ra một điều lãng mạn như đưa tôi đi du ngoạn trên du thuyền như thế này. Tuy rằng Hiên Viên Hàng nguy hiểm, nhưng để cô ấy ở lại nhà thì phải đối mặt với sự quấy rầy của Simon cùng vệ hậu Kim. Như vậy cũng khá tốt. Chia bài đi. Không được rời khỏi bên người anh đó. Hai Đức Mộng tiên sinh. Không nghĩ tới Đức Mộng tiên sinh đại giá làm đến cái nơi như thế này. Hiên Viên Dụ, em trai Hiên Viên Hằng. Tịch Nhan. Thật khó mới có thể nhìn thấy Đức Mộng tiên sinh xuất hiện ở chỗ này. Bên cạnh lại còn mang theo người đẹp lần trước nữa. Đúng vậy, còn mang theo em gái Vương đáng yêu lần trước nữa chứ. Nếu đã tới, không biết Đức Mộng tiên sinh có dự định đến đánh cuộc một ván giải trí hay không? Sắp bắt đầu rồi đó. Có hứng thú đánh cuộc một ván ở đây không nào? Tôi hả? Tôi sẽ không bao giờ đánh bạc, tôi chính là bé ngoan mà. Hơn nữa, tôi cũng không biết những quy tắc này, chỉ bà anh cùng Hiên Viên Vũ tiên sinh đánh cuộc một ván cho tôi xem một chút được không? Nếu người đẹp đã nói như thế thì sao tôi lại không đáp ứng chứ? Nếu là đánh cuộc thì phải có thưởng, anh muốn thưởng gì? Còn cần tôi nói sao? Giá trị nước nơi này chính là đầu óc của cậu đấy. Nếu tôi thắng cậu làm việc cho tôi ok. Ha ha ha, không ngờ lại được anh để mắt tới, vậy còn nếu tôi thắng thì sao? Vậy thì tôi sẽ thua cái này cho cậu. Gia bảo gia truyền của Hiên Viên gia là biểu tượng của gia chủ, ai có thể đeo nó thì chính là gia chủ kế tiếp. Nhưng làm sao có thể xuất hiện trên tay mặt xanh như thế? Đây là một chiếc nhẫn phí thủy mà tôi tình cờ có được cho là cổ vật của lưu truyền từ nhà Đường. Tôi nói vậy cậu hẳn là có hứng thú đấy chứ? Đương nhiên là có hứng thú rồi. Em tới thì anh đánh cuộc đi. Như thế nào cuối cùng vẫn là tôi vậy? Đây là canh bạc của anh đó nha, chứ tôi không hiểu mấy cái này đâu đó. Đang xuất sắc, đã cược đại hoặc tiểu, em lắc nó đi, chúng tôi sẽ đến. Bắt đầu đi, chúng ta đang chờ đây. Cái này lắc như thế nào vậy? Không phải là em đã xem mấy trận đánh bạc trên du thuyền trên TV rồi sao? Nó cũng giống như vậy đó. Vậy được rồi, nếu là thua cuộc thì anh cũng đừng trách tôi đó. Đoán đi, là đại hay tiểu? Tiểu. Tôi đây đoán là đại. Tà đại, tôi thắng rồi. Không thể nào, chỉ mới vài giây mà mình đã đánh mất chiếc nhẫn của anh ta rồi. Thứ đó đáng giá cả gia tài đúng không? Hả? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua thôi, của cậu đây. Tôi sẽ nhận mà không kết khí đâu nha, tất nhiên sẽ không làm Đức Mộng anh thất vọng. Vậy đây có phải là nói rõ là gia chủ của nhiệm kỳ sau là? Cũng không nhất định đâu, nhưng ít nhất chứng tỏ Đức Mộng ủng hộ Hiên Viên Vũ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đã mấy ngày rồi không gặp, chị rất là nhớ em. Không biết em gái Vân có hứng thú chơi với chị một ván bạc hay không?
Em gái Vân, mẹ thật ghê tởm, tôi với chị có thân đâu trời. Như tôi đã nói vừa rồi, tôi không biết gì về mấy cái này cả, sao chị có phải rủ tôi chơi để làm gì? Hay là chị Kha cùng tôi có thù án gì chăng? Còn em nói kìa, chị chỉ là quá nhàm chán nên muốn tìm bạn để chơi mà thôi. Vậy được rồi, chị nói đi, chị muốn đánh cuộc cái gì? Giữa chị em chúng ta chơi không nên đặt cược vào những thứ làm tổn thương làm tình cảm. Nếu em thua cuộc thì mấy ngày ở trên thuyền này em hãy vứt bỏ đứt mông và đi chơi với chị em thấy thế nào? Còn nếu tôi thắng thì tôi được gì? Tùy em yêu cầu, em muốn gì cũng được. Nếu chị thua, tôi muốn tất cả cổ phần của Kha Đức, của Kha Thức đang sở hữu trong tay của chị. Chẳng qua đến cuộc này chỉ là như đùa giỡn mà thôi, em lại nghiêm túc đưa ra điều kiện như vậy thì cũng khỏi khinh người quá đáng mà. Đùa giỡn, mấy ngày tới chị muốn tôi đi theo chị, đây có thực sự chỉ là một trò đùa thôi không? Đừng cho là tôi không biết cái chị đang muốn chính là cái gì. Kha Tịch Nhan, chị nói dễ nghe để đi chơi với chị, nhưng thật ra là chị muốn giam lỏng tôi ở bên cạnh chị đúng không? Tôi... Đừng phủ nhận nữa, nó quá giả dối đi. Chỉ cần chị nói cho tôi biết chị có đồng ý điều kiện đến cuộc tôi đã đề cập hay không thôi. Vốn tưởng rằng cô chỉ là một con thỏ trắng nhỏ, đã không nghĩ tới đột nhiên vươn ra móng vuốt sắc bén như thế. Cô cũng ít có tàn nhẫn đấy. Nhưng đây là dặn dò của Hiên Vi Hằng, anh ấy bảo tôi giữ Vân Lưu Sương ở lại bên người 5 ngày, chỉ cần tôi làm được anh ấy sẽ đồng ý hôn ước với tôi. Được, tôi đồng ý đến cuộc. Để hoàn thành được chuyện này, tôi cũng không tiếc cái giá mà tôi sẽ phải trả đâu. Anh không đồng ý, nếu em muốn cổ phần của Kha Tịch Nhan thì anh sẽ mua cho em là được rồi, cô ta không xứng để đánh cuộc với em. Khốn nạn, tôi đã hạ quyết tâm để đưa ra quyết định lớn như vậy, vậy mà các người nói như thể tùy tiện mua đại cái túi và đôi giày vậy. Này đừng làm thế, người vội vàng đến đưa tiền cho tôi, tại sao tôi phải từ chối chứ? Hơn nữa đây là vấn đề giữa phụ nữ với nhau, đàn ông các anh bớt nhúng tay vào đi. Kha Tịch Nhan, chỉ có dám cùng tôi đánh cuộc bằng cách chơi trốn tìm không? Chơi trốn tìm ở trên chiếc du thuyền nè. Nếu nói trên toàn bộ du thuyền thì có hơi chút ức hiếp chị quá. Chúng ta chỉ chơi trong cái đại sảnh này của yến hội này thôi. Tôi trốn chị tìm, trong vòng nửa tiếng chị mà tìm thấy tôi thì tính là chị thắng. Nghĩ sao bậy trời, cái đại sảnh này bé như lỗ mũi, chưa kể đây toàn là bàn ghế và bức bình phong, chỗ để ẩn nấp rất là ít. Được, tôi đồng ý. Đã kiểm tra qua không có lối ra khác hoặc góc chết, ám đạo linh tinh, có thể bắt đầu rồi. Tới sớm còn bằng tới đúng lúc, cậu cũng vừa lúc đuổi kịp việc xem kịch vui rồi. Thật không rõ tại sao Vân Tiểu Thư lại muốn tự tìm đường chết, cả mãi cô ấy sẽ không thắng được trận đánh cuộc này rồi. Không, cô ấy sẽ thắng. Vì cái gì? Thì anh cứ xem đi. Em trốn xong chưa? Chị đi tìm đi nha. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Cô ấy hết hy vọng đi, nửa tiếng là thời gian đủ để tôi lật lại chuyện này 2 lần đấy. Cô còn có thể trốn đi đâu được nữa đây? Con nhỏ này nó trốn đi đâu đấy nhỉ? Đã 20 phút rồi, vẫn chưa tìm được sao? Sao có chuyện như vậy được, có gì đó không đúng. Tôi đã nói lúc nãy rồi mà. Có phải là cậu đã biết chút gì đó rồi hay không? Ngửi đâu rồi, mau ra đây đi. Chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Mau giúp tôi thắng đi, đừng quên là cậu vẫn còn nợ tôi một ân tình. Tôi đã giúp cậu đối phó với mặt xanh nhưng cậu không làm. Vậy thì bây giờ ít nhất cậu cũng phải giúp lại tôi đi. Tôi đồng ý với anh, giúp Kha Tịch Nhan thắng trận đến cuộc này. Việc cái gì? Vì cái gì lại tìm không thấy chứ? Sắp hết giờ rồi mà vẫn chưa tìm thấy sao? Xin vui lòng không xô đẩy nhau về phía trước. Tôi có thể giúp anh nhưng anh không được làm tổn thương Vân Lưu Sương. Hơn nữa anh phải sai cô ấy cho tôi. Được rồi, tôi hứa mau ra tay lẹ đi. Anh mau đi phân tán được chú ý của Mạc Sanh đi. Sắp hết giờ rồi, cô ấy nhất định sẽ thắng. Mạc Sanh, cậu chuyên chú nhìn chằm chằm như vậy là sợ sau khi cô ấy thua sẽ phải chịu vắng bóng phụ nữ trong mấy ngày sao? Cô ấy sẽ không thua. Cậu thật đúng là trân... Chàng đầy niềm tin với người phụ nữ này mà, nếu cô Na biết, cậu sẽ nói như thế nào đây? Hừ, việc này so với cô ấy. Vừa rồi có thứ gì đi vào thì phải, rõ ràng là mình đã phóng trúng rồi. Sắp đến giờ rồi, chỉ cần chờ thông báo kết thúc thì tôi sẽ... Cái gì đây? Sao lại có thể? Có người phá thuộc ấn thân của tôi. Ha, tôi đã tìm thấy cô rồi. Tôi tìm được người rồi, tôi thắng rồi. Rốt cuộc là ai đã giúp Kha Tịch Nhan, là ai đã phá thủ ấn thương của tôi, chẳng lẽ là bạn Hầu Khiêm? Em không sao chứ, tôi không sao. Tôi rõ ràng là thắng mà. Đức mong, trong vòng nửa giờ tôi đã tìm được Vân Lưu Sương, tôi đã thắng rồi, anh cũng không cần ý tới hiếp người quỵt nợ như thế chứ. Tôi chính là muốn ý tới hiếp người đấy, cô thì có thể làm gì được nào? Anh, đây là chuyện của tôi, hy vọng anh đừng can thiệp vào. Tôi nguyện thua cuộc. Anh không cho phép. Hãy tin tôi.
Tôi đây bị làm sao vậy? Tại sao tôi lại không dứt khoát giữ cô ấy lại chứ? Đây là chuyện của tôi, hãy tin tưởng tôi. Mặc dù tôi không muốn để ý đến chị, nhưng tôi không thể không nhìn được. Sắc mặt chị khó coi như vậy là đàn ông thì nhìn cũng sẽ không thích đâu đấy. Từ trong xương cốt bọn đàn ông thường đã thích làm những việc trái ngược rồi. Chị vừa nhìn thấy Hiên Viên Hằng thì đã xà nẹo thì sao anh ta có thể thích chị nữa? Sương Nhi đã lâu không gặp. Mình biết ngay là anh ta làm mà. Thiếu chủ, người của Hiên Viên Hằng đã chuẩn bị rồi, không bao lâu sẽ tới chỗ của thiếu chủ. Vân Tiểu Thư bên kia đã có ám thị, ám nhị luôn đi theo, ngay sau khi Hiên Viên Hằng rời đi liền có thể cứu cô ấy ra ngoài được rồi. Nhất định phải cẩn thận, nếu làm cho cô ấy bị thương thì nói ám nhị tự động đi lãnh phạt đi. Vâng. Chúng ta có nói qua là tôi sẽ giao cô ấy cho cậu, nhưng phải 2 ngày sau mới được. Cậu cứ ngốc đây đi, tôi đi ra ngoài trước cái đã. Được Đức Mông coi trọng thì coi như cô xui xẻo rồi, nếu hôm nay Hiên Viên Hằng mà có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ đi theo anh ấy đấy. Quả nhiên bọn hổng bắt cóc mình để làm con tin, tạo thành mối đe dọa cho mặt xanh mà. Bọn hổng làm gì với anh ta đây? Con tin phải còn sống thì mới có giá trị mà dùng được chứ, đúng không? Như hiện tại tay của chị mà cứ run lên thế thì tôi coi như vô đất giá trị rồi. Bớt đó nhảm đi, đừng cho là tôi không dám giết chết cô. Chị Đức yêu Hiên Viên Hằng đúng không? Cho nên chỉ khi chị giữ lại con ác chủ bài là tôi đây thì mới có thể giúp anh ta được. Còn nếu tôi mà chết đi rồi thì tầm bùa bảo bệnh sẽ biến thành bùa đòi mạng rồi. Hiện tại mình chỉ cần một cơ hội. Là ai phái tới người tới? Đến địa ngục mà hỏi đi. Thật là tiếc nuối mà. Mạc Sanh, không nghĩ tới cậu cũng có ngày hôm nay. Để biển cả là nơi chung cất cậu, thế nào? Đừng sáng sủa nữa, vô dụng thôi. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Chuyển động của cậu đã chậm hơn nhiều so với bình thường rồi. Phải tranh thủ ngay lúc này mới được. Đi theo tôi. Không thấy người đâu hết vậy trời. Ai. Ha ha, hoảng lẽ không biết đi đường nào à. Bây giờ cậu giống như chuột trong lòng rồi. Cậu trốn không thoát đâu. À, tiếng đàn này có vẻ không đúng. Anh vì cái gì? Cậu lừa tôi. Thiếu chủ, điều đó gom đầy đủ chứng cứ rồi. Gửi ngay đến Kaza đi. Tịch nhiên, em hãy nghe anh nói. Đau quá, anh bu tôi ra được đúng vào tôi. Vân Đu Sương đâu, đưa về phòng chưa? Cô ấy đâu sao không thấy? Là thuộc hạ bất tài, cùng lúc đã không thấy cô ấy cùng Vạn Hậu Kim đâu cả. Vạn Hậu Kim. Đưa tôi tới đây làm gì? Vì cứu cô. Chúng tôi đều biết anh tuyệt đối không phải vì cứu tôi. Anh đang giúp Kha Tịch Nhan đúng hay không? Tại sao lại nói như vậy? Chẳng phải là tôi vừa mới cứu cô từ trong tay của cô ta ra sao? Nhưng người phá thủ ẩn thân của tôi chính là anh, không phải sao? Thiên sư đại nhân. Anh muốn làm gì? Anh làm sao vậy? Anh có bệnh sao? Trên người anh có sẵn thuốc không? Anh được cử động để tôi lấy cho. Thế ổn chút nào chưa? Tại sao cô không tranh thủ chạy đi? Mặc dù hôm nay anh hại tôi, nhưng lúc trước anh cũng đã giúp tôi không ít, nên làm sao tôi có thể vứt anh và em mà bỏ chạy được chứ? Tộc của cô không phải là một trong những tộc vong ân bội nghĩa nhất sao? Quả nhiên anh đã biết thân phận của tôi. Đừng xem thường gia tộc Vạn Hậu của tôi. Gia tộc Vạn Hậu thì sao chứ? Còn không phải chỉ là gia tộc đầy định kiến và lạc hậu à? Mặc kệ anh nghĩ về nhất tộc của chúng tôi như thế nào, như tôi là tôi, còn người khác là người khác. Nếu anh cũng như người khác dùng thành kiến đối đãi với tộc Hồ Ly để đối đãi với tôi, vậy thì chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết nhau vậy. Cũng muốn nhảy xuống luôn sao? Mặt xanh. Mặt xanh, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ sẽ nhảy xuống biển chỉ vì một người phụ nữ mà không đáng đâu. Tại sao còn lá ở chỗ này vậy?
Thì nghe nói cô gái này lại thoát khỏi tay cậu nữa rồi nên tôi chạy vào đây xem vui thôi, ha ha ha. Không nghĩ tới vừa tới nơi liền thấy cậu muốn nhảy xuống biển chỉ vì một người phụ nữ mà phải đến mức như vậy sao? Những lời này nên dành để nói cho cậu đi, cho đến nay người phụ nữ kia vẫn là tâm bệnh của cậu đúng không? Tôi đừng nói nữa, cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia tôi đã sớm quên mất rồi. Nam không ra nam, nữ không ra nữ sao? Bây giờ ngày nào mà anh ta chính đi dạo bụi hoa, nói công chuyện đã sớm quên mất tôi rồi. Người đàn ông em có biết đấy. Hóa ra là anh ta à? Sao anh mà cũng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm nữa hả? Mặt xanh, người phụ nữ nhà cậu định mò sự riêng tư của tôi kìa. Dù sao cũng đã định mò rồi, để tôi giới thiệu cho anh một người bạn gái khác thế nào. Miễn miễn miễn, bên cạnh bạch mã vương hoàng tử như tôi đây không có thiếu phụ nữ, cô bất quản lại đi. Thanh niên này đột nhiên ngây thơ như vậy làm cho mình có chút thấy không quen. Làm sao vậy, vạn hậu kim đi rồi lại nghĩ tới một thanh ly à? Hỏng rồi, mình đã quên mất còn một vị đại ma vương đang đứng đây. Ha ha ha, anh nói sao vậy, tôi nghe không hiểu gì cả. Tôi thấy hắn đã hôn em đừng có giả ngu ở đây. Ờ hay, tôi bị người ta ức hiếp, anh không đi trách người ta thì thôi, tự nhiên trách được tôi là thế nào? Anh là cái đồ đáng ghét, đáng ghét. Đâu, anh nhẹ một chút coi. Em là của tôi, không cho phép bất cứ ai chạm vào em, và cũng không cho phép em cùng với những người khác ở bên nhau, em có nghe thấy không? Tôi biết rồi. Thiếu chủ, mẹ cái thằng mắc dịch này. Thanh niên này điên lên y chang như giả thú mà. Chuyện gì? Thiếu chủ, cái tên hiên viên hằng kia đã tự tặng cho mình một phát súng rồi. Hắn đã chết rồi sao? Như thế nào? Hắn tự sát sao? Không, không có. Hiên viên hằng tự bắn vào vai phải của mình một lát, một phát. Lúc này đang liên lạc với cha của Kha Tịch Nhan là Khả Quốc Kiến và đối phương đang phái thuyền tới. Gọi hiên viên dụ qua để cho hắn xử lý. Chút chuyện này mà làm cũng không tốt thì không cần phải tiếp tục hợp tác với tôi nữa. Vâng. Nói cho anh biết đi, em và Vạn Hầu Kim là như thế nào? Anh tin tôi chứ, em cứ nói trước đi. Là anh ta đã đưa tôi từ chỗ Kha Thịt Nhan đi, sau đó giấu vào trong phòng này. Rồi không biết tại sao anh ta đột nhiên phát bệnh, tôi chỉ là cho anh ta uống thuốc thôi. Sau đó anh ta đột nhiên hôn tôi rồi, bỏ chạy. Thật sao? Đó thấy chưa, tôi nói anh cũng đâu có tin. Tôi bị người ta ép đưa đi rồi bị cưỡng hôn, anh tới không nói lời nói liền. Trách móc. Khi nào anh mới biết chút đạo lý đây? Vậy tại sao em không dùng thuật ẩn thân để dạy chốn? Bởi vì thân phận hồ yêu của mình vẫn là nên kẻ ít người biết càng tốt. Mình cũng càng không thể nói là Vạn Hầu Kim có thể phá được thuật ẩn thân của mình, bởi vì anh ta là thiên sư của mình, là hồ ly được. Khi tôi trốn ở đại sảnh, tôi đã dùng thuật ẩn thân nhưng cuối cùng không biết làm sao lại bị phá hủy, cho nên tôi không dám dùng lại nữa. Lúc ấy có dấu hiệu gì xảy ra? Lúc đó tôi cảm thấy ớn lạnh quanh chân, như thể có thứ gì đó ập đến và tôi không thể duy trì khả năng tàng hình của mình được nữa. Chẳng lẽ là khi đó em nói Vạn Hầu Kim đột ngột phát bệnh, vậy sao em không tranh thủ cơ hội đó mà chạy trốn đi? Là bởi vì tôi không phải là người vô tình vô nghĩa. Vạn Hầu Kim đã từng giúp tôi rất nhiều lần, cho dù lần này anh ta không có ý tốt với tôi, nhưng ân tình trong quá khứ không thể nào xóa sạch chỉ trong một khắc được, cho nên tôi không thể bỏ mặc lúc anh ta đang học máu mà bỏ chạy. Em đối với hắn thật đúng là có lòng tốt đấy. Đúng vậy, tôi tốt bụng như vậy đó. Và tôi nghĩ chứ anh cũng không muốn một người vô tình vô nghĩa lại bên cạnh anh đúng không? Người vô tình vô nghĩa ha, cái đời này tôi đã từng giao tiếp với biết bao nhiêu người vô tình vô nghĩa, đàn ông đàn bà gì cũng đều có mưu đồ với tôi cả, nhưng còn người phụ nữ như em vẫn là lần đầu tiên anh gặp được. Vậy em cũng sẽ không từ bỏ anh đúng không, khi một ngày nào đó anh cũng bị như vậy? Đương nhiên rồi. Anh hy vọng em sẽ không ghét anh, nếu còn anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Mặt xanh, rốt cuộc cũng vì anh ấy đâu phải chịu quá nhiều thương tổn cho nên mới biến thành bộ dạng như hiện tại. Đôi khi tôi cảm thấy rằng sự độc đoán của anh này giống như một đứa trẻ sợ hãi và không biết phải làm gì. Tịch Nhan, con gái của ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Nhưng mà viên đạn đóng bắn trúng cô ấy rất tinh vi, đã trực tiếp làm cho cô ấy bị gãy xương vai. Các bác sĩ trên du truyền đã giúp cô ấy xử lý khẩn cấp, cũng may chỉ bắn trúng vai nếu không sẽ gặp nguy hiểm lắm. Trước khi đến cậu đã hứa sẽ bảo vệ con gái của tôi mà, sao bây giờ tôi lại nghe nói rằng chính cậu đã tự tay làm tổn thương cô bé thành ra như thế này kia chứ? Chỉ là hiểu lầm, con bị người ta hãm hại. Tịch Nhiên, là người này đã thương con đúng không? Rõ ràng em yêu anh nhiều như thế, thì sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Anh tránh ra, anh đi đi. Chúng ta đi.
Khổ nhục kế của anh cả không có tác dụng rồi, anh vẫn nên ở trong phòng tưởng nhớ dạy nhân đi. Chú mày hợp tác với mặt xanh như vậy, không sẽ dẫn sói vào nhà báo hổ Lục Gia, rồi cuối cùng bị hắn ta nuốt chửng sao? Dẫn sói vào nhà? Thì ra anh cả vẫn còn coi tôi là người của Hiên Viên gia à? Đáng tiếc tôi lại cho rằng hai chữ Hiên Viên cùng với tôi cũng có quan hệ nào cả. Nhưng đương nhiên là nó vẫn còn rất liên quan đến anh cả. Chỉ là con biết khi anh cả mất đi sự trợ lực từ Kha Thị thì cô có thể bảo vệ hai chữ này nữa hay không? Lần này cô làm không tồi. Hiên Viên Hằng bên này cứ dạy cho tôi đối phó, còn Simon giao cho anh đối phó được không? Simon, thành phố S sẽ là một nơi chôn cất tốt. Vân Lưu Sương, Vân Lưu Sương. Hả? Em làm sao vậy? Sao anh lại tới đây? Tôi tưởng anh về ngủ rồi chứ. Tôi cảm thấy không yên lòng nên để tới đây xem thế nào. Không yên tâm thì ngủ lại đây đi, tôi nhường cho anh nửa chiếc giường này. Tôi đã gặp một cơn ác mộng. Mơ thấy gì? Mơ thấy tôi bị sét đánh. Sẽ không đâu, tôi cũng đã từng bị ném dưới gốc cây trong cơn giông khi tôi còn nhỏ. Họ mong đợi sẽ giết tôi nhưng sấm sét lại không bao giờ rơi xuống tôi cả. Ai lại đi ném anh ở cái nơi như vậy? Các anh chị của tôi còn có cha và cái chú nữa. Sao bọn họ lại đối xử với anh không có tình người như thế chứ? Bọn họ đã từng sử dụng rất nhiều thủ đoạn với tôi, bởi vì bọn họ cảm thấy tôi mệnh phạm thiên sát, nếu tôi bất tử thì người chết sẽ là bọn họ. Tôi vẫn luôn cảm thấy cha mẹ tôi đã dùng mạng để đối phó với lời nguyện rủa của đã là rất bi thảm rồi. Nhưng nói gì thì tôi vẫn còn có cha mẹ nguyện vì tôi mà trả giá bằng sinh mạng, còn có dì Thanh chăm sóc tôi như người thân, nhưng còn anh ấy. Đừng sợ, mộng đều là giả cả. Nào có tôi bên cạnh em rồi, ngày có sấm sét cũng không lôi tôi ra khỏi em được. Ồ, về chút đạo hạnh này của em, bị bạn Hậu Kim phá được cũng không có gì là kỳ quái. Thì da, em ấy có năng lực trời ban đó nha, chị đừng có mà chơi cùng em ấy. Dường như là bạn Hậu Kim đã biết được lai lịch của tôi rồi. Anh ta có nói rằng tộc của cô không phải là tộc vong ân phụ nghĩa nhất sao? Tôi đang nghĩ là anh ta đang ám chỉ hồ tộc. Xé tin kia cũng chỉ là không hổ là nhân vật thiên tài trăm năm không gặp của gia tộc Vạn Hậu, đáng tiếc gặp phải mặt xanh vẫn lại phải nhận thua. Vạn Hậu Kim lúc nào cũng thấy xuất hiện ở những chỗ gần tôi, anh ta nói cái gì mà duyên định tam sinh tôi thật chẳng tin, nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc là anh ta có mục đích gì nữa. Chị nghĩ là mục đích của hắn có thể là một thân huyết mạch của em. Huyết mạch của tôi sao? Em thuộc tộc hồ ly bạc vô cùng quý hiếm, tương truyền rằng máu của hồ ly bạc có tác dụng thần kỳ, nhưng chi tiết cụ thể tỉ mỉ thế nào thì chị không có rõ lắm, nhưng tóm lại là em phải hết sức cẩn thận. Đúng vậy, phải cực kỳ cẩn thận, tốt hơn hết là vẫn luôn ở bên cạnh mặt xanh đi, mặc dù trong anh ta hung thần ác sát như vậy, nhưng bạn Hậu Kim lại không đối phó với anh ta được. Anh ta cũng đâu có hung thần ác sát gì đâu. Ủa vậy hả, xin lỗi nha, đừng nói anh ta là chân ái của em rồi đó chứ. Đừng có mà nói vậy. Hai người có thôi đi, nói những lời làm cho tình hình căng thẳng thêm không? Lần này chúng ta đến thành phố S, một là ủy thác của Hiên Viên Hằng, hai là đến thăm người đàn ông của cô ấy. Nhưng tôi không nghĩ tới lại vô cùng thương tâm như vậy. Tuy rằng tôi đã sớm biết anh ta là một hoa công tử nhưng đứng bên cạnh mặt xanh để mà so sánh thì càng ngày càng thấy anh ta không đứng đắn. Quả nhiên là một thanh ly. Tôi thấy một thanh ly cũng có phóng đãng tùy tiện như bề ngoài của anh ta đâu. Sao chị công tử tìm anh ta đến nói chuyện thử xem. Ít nhất anh ta vẫn không bỏ mặt bạn bè, một con người rất chí khí. Thôi bỏ đi, không nói về anh ta nữa. Dù sao thì chúng ta cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. Kiếm chút gì đó chơi trước khi rời khỏi nơi này đi. Hai người sắp phải rời đi rồi sao? Vậy chi bằng chúng ta sẽ biến thành hồ ly để đi chơi đi. Nào mọi người, cùng biến thành hồ ly đi nào. Đúng vậy, đuôi tiếc, khó có được tộc hồ ly chúng ta gặp nhau, chúng ta hãy cùng hóa thành hồ ly đi chơi đi. Chơi thôi, chơi thôi, chơi thôi. Thật là, tôi không rảnh đi chơi ba cái trò con nít của các cô đâu. Em biết không, tộc hồ ly học của lưu tiết cực kỳ lười biếng là chảnh chẹ nhưng cực kỳ đáng yêu. À, tôi cũng muốn xem như thế nào. Biến thì biến, mở to con mắt ra coi nè. Hai người các cô thật là. Thôi được rồi, tôi sẽ đáp ứng cái cô, vừa lòng chưa? Thật hả? Nhưng tôi có một điều kiện, hai cô đi ra ngoài đi dạo quanh tòa nhà trong hình dạng thế này, chỉ cần con bị bắt thì tôi sẽ cùng biến thành hồ ly như các cô vậy. Được thôi, quyết định vậy đi. Nhưng không được dùng thuật ở thân nha. Chúng ta cứ vậy mà đi ra ngoài sẽ không sao chứ. Yên tâm đi, nếu xảy ra chuyện gì thì đã có Lưu Tuyết bảo kê rồi. Chúng ta cứ đi chơi cho thoải mái đi. Được. Á, hồ ly đâu ra vậy trời? Đây là hồ ly bạc nè, da và lông của nó đắt tiền lắm đấy. Mà bắt bọn nó lại đi, bắt lấy nó. Ha ha, mấy người này hoàn toàn không phải là sự uy hiếp đối với chúng ta.
Trước kia đều dùng chiêu biến hồ ly này để bảo vệ tính mạng, nhưng không ngờ chơi như thế này lại khá vui. Mặt xanh, đây là con hồ ly bạc cá lần trước bỏ chạy nè. Không ổn rồi, xui dữ vậy trời. Tiểu hồ ly, lần này ngươi lại tiếp tục rơi vào tay ta. Lần trước đi họa, ngươi nói ta nên dạy dỗ ngươi thế nào đây? Ha ha, em ấy đã bị chính người đàn ông của mình bắt được, về điều tôi không ấy đầy đâu nha. Nếu mà nó lại một lần nữa chạy trốn khỏi tôi, cậu nói xem tôi nên trừng phạt nó thế nào đây? Vân Đu Sương không biết từ trong tay cậu trượt đi bao nhiêu lần rồi, cũng đâu có thấy cậu trừng phạt quái đâu. Vậy thì một con hồ ly này có gì đâu mà gây khó dễ. Mà hai người tiến triển là sao rồi? Có làm cái vụ đó chưa? Chưa. Sao kỳ vậy? Tôi thấy hai người trông thấm thiết lắm mà, vậy mà còn chưa đi tới bước kia nữa hả? Tôi cũng muốn biết tại sao lại như vậy.